Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với trải bài ngày hôm nay của chúng ta. Mình là Jenny Tarot Reader đây. Đã lâu rồi mình không làm trải bài. Thì không biết nói sao nhanh, nhưng mà là cái trải bài ngày hôm nay có thể là mình nói đôi khi nó sẽ hơi nhanh và đôi khi nó sẽ hơi chậm. Và không biết là mình sẽ xem nội dung gì ở trong cái chủ đề ngày hôm nay. Tại vì trước khi làm cái trải bài hôm nay á, mình bị một cái trạng thái là bị nhức đầu và đổ rất là nhiều những cái thông tin xuống. Thì mãi tới ngày hôm nay mình mới nhận được một cái thông tin, đó chính là trong thời gian sắp tới, khoảng thời gian cuối năm này sẽ có một hoặc nhiều cuộc hội ngộ của những linh hồn rất là đặc biệt. Cho nên là cái cảm giác mình sẽ tìm xem là một trong ba tụ bài, xem là tụ nào sẽ có một cuộc gặp gỡ đặc biệt như vậy. Ok, mọi người cởi mở đón nhận thông điệp của trải bài. Vì đây là trải bài chung cho nên chúng ta lắng nghe có chọn lọc phù hợp với tình huống và hoàn cảnh của mình nha. Rồi bây giờ mình chọn tụ. Để chọn tụ cho chính xác á, mọi người nên nhắm mắt lại, hít thở thật sâu ít nhất là 3 lần. Sau đó, chúng ta nghĩ cái câu hỏi của chủ đề ngày hôm nay ở trong đầu là tình cảm, năng lượng tình cảm của tôi trong 6 tháng cuối năm sẽ như thế nào? Rồi sau đó mở mắt ra thì cái hình ảnh của cái tụ nào nó kéo các bạn về phía nó nhiều á, thì các bạn hãy chọn lấy tụ đó. Tránh chọn vì mình thích hình hoặc là mình thích nói chung là thích thì chọn được cũng không sao hết. Mọi người hãy dành thời gian để chọn. Tụ thứ nhất, tụ thứ hai, tụ thứ ba. Đây là trải bài timeless, không có giới hạn thời gian nhất định, cho nên là 6 tháng cuối năm không nhất thiết phải là cái năm mình làm ra cái video này. Các bạn có thể xem vào bất kỳ năm nào trong tương lai cũng đều được, cũng đều là thông điệp dành cho các bạn hết. Nếu bạn nào cần thêm thời gian để chọn đủ thì hãy bấm dừng màn hình lại nha. Còn bạn nào chọn được rồi, chúng ta sẽ kéo xuống cái phần mốc thời gian mình có đặt ở phía bên dưới phần mô tả. Các bạn hãy chọn cái tụ của các bạn ở dưới đó. Hẹn gặp các bạn ở cái tụ bài của các bạn nha. Hello, xin chào các bạn chọn tụ thứ nhất. Chúng ta sẽ đến với chủ đề là check năng lượng tình cảm, tình yêu của các bạn trong 6 tháng cuối năm với trải bài Timeless. Đây là thông điệp chung cho nên hy vọng các bạn đón nhận cởi mở, có chọn lọc phù hợp với tình huống và câu chuyện của mình. Nếu các bạn cảm thấy phù hợp và yêu thích thì hãy subscribe và comment câu chuyện của các bạn ở phía dưới để mình có thể đọc được câu chuyện của các bạn nha. Với cái hình ảnh của các bạn chọn tụ thứ nhất thì mình thật sự là mình không có mình phải vẽ cái gì ở trong hình của các bạn, nhưng mà khi mà nhìn trở lại ấy thì mình lại cảm thấy như là cái hình này nó giống như là cái hình soulmate ở trong cái bộ bài Amira Love vậy đó. Và ở phía dưới cái soulmate thì nó lại làm những cái này, thì lúc này mình lại cảm thấy nó giống như là vừa là sóng biển vừa là những ngọn lửa. Có thể trong thời gian, cái năng lượng tình cảm của các bạn trong thời gian sắp tới, có thể các bạn sẽ tương tác rất nhiều với lại soulmate của mình. Và ở phía đây là mình có vẽ một cái viên kim cương. Ở trong cái viên kim cương thì lại là có một cái hình ảnh của cái mặt trời, thì lại là mình cảm nhận được đó là có thể qua cái sự tương tác của các bạn chọn thứ nhất trong thời gian sắp cuối năm, 6 tháng cuối năm này á, các bạn sẽ nhận ra được cái giá trị gì đó để các bạn tỏa sáng hơn và có những cái cuộc khởi đầu mới. Có thể là giữa hai bạn sẽ có, giữa hai người tương tác với nhau ấy sẽ có cái sự khác biệt, rất khác biệt, rất lớn. Nhưng cái sự khác biệt đó nó không làm cho cả hai cảm thấy bị gọi là trigger ở lẫn nhau, không có cảm giác khó chịu, mà chính nhờ cái sự khác biệt đó nó lại làm thêm ấy, nó làm bùng thêm những cái
cái cảm xúc mãnh liệt của cả hai á, chứ nó không có dập tắt một trong hai ha. Ok, bây giờ mình sẽ vào trực tiếp với lại cái năng lượng check, dùng tarot rod check xem nha. Đó là cảm nhận đầu tiên của mình thôi. Kết nối năng lượng với các bạn chọn tụ thứ nhất. Kết nối năng lượng với các bạn chọn tụ thứ nhất. Mình sẽ lấy bài shuffle camera. Lấy bài một lần xong rồi mình giải luôn. Cho nên là nếu bạn nào cảm thấy lâu á thì các bạn có thể skip nha. Và trải bài ngày hôm nay của mình nói nó cũng sẽ hơi bị vấp và nó hơi bị lâu. Vậy mình nhìn thấy những cái hình ảnh của những cái hoa cúc trắng hoặc là những cái loài hoa màu trắng ở ở một cái cánh đồng á, rất là nhiều hoa cúc trắng, hoa màu trắng. Có thể là các bạn sống ở một cái vùng nó có rất là nhiều những cái loài hoa mà nó có thể mọc tự nhiên á, tức là những cái vùng mà nó có nhiều không gian rộng rãi để các bạn, để những cái loài hoa nó có thể mọc tự nhiên. Ví dụ như Sài Gòn đi thì sẽ không có nhiều cái không gian để cho những cái hoa đó nó mọc, và nó sẽ không có những cái vùng rộng lộng gió nhiều như vậy á. Mình cảm giác như các bạn có một cái nơi mà các bạn ở nó có những cái điều đó, hoặc là cái nơi của người kia nha. À, hoặc là cái nơi các bạn gặp nhau nha, nó sẽ có cái khoảng không gian, nó giống như là một cái, sao ta, hoa màu trắng hả? Hoa màu trắng thì tượng trưng cho cái sự trong sáng và thuần khiết. Có thể mối quan hệ của hai bạn bắt nguồn từ tình, bắt đầu từ tình bạn, hoặc là bắt đầu từ những cái mối quan hệ nó rất là không có đặt nặng á. Và cái và à đúng rồi, đúng rồi, và những cái loài hoa đó đó thì không có người trồng, nó phát triển một cách rất là tự nhiên và nó lan rất là rộng. Mình có cảm nhận như là câu chuyện, cái năng lượng tình cảm của các bạn trong thời gian 6 tháng cuối năm này có thể nó sẽ phát triển dưới cái độ mà các nó bắt đột nguồn nó bắt đầu từ cái vấn đề là các bạn không có quá đặt nặng vào cái mối quan hệ hoặc là cái người mà các bạn tương tác, nhưng dần dần á nó thích hợp với nhau á, nó thích hợp với cái nguồn đất hoặc là cái nguồn khí hậu ở đó, thì nó sẽ lan và nó sẽ phát triển, nó rất là lớn và rất là rộng. Mình nhìn thấy những cái quả bóng bay ở trên trời nữa, và vẫn là những cái hình ảnh màu trắng. Thì có thể như các bạn hoặc là họ là những cái người có một cái trạng thái tâm trạng, gọi có một cái khát khao yêu thích tự do và yêu thích những cái gì nó thuần khiết và những cái gì nó chân thật, nó đơn giản và nó mộc mạc nhất, cũng như là những kiểu người không có thích bị sự trói buộc ha. Hoặc là cái hình ảnh mà những quả bóng nó bay tự do trên trời như vậy, giống như là các bạn đang mới vừa bước ra khỏi những cái sự kiểm soát nào đó từ những người xung quanh hoặc là từ chính bản thân của các bạn, và các bạn vươn tầm lên xa như vậy. Nhưng mà đôi khi các bạn sẽ hơi bị bấp bênh về mặt cảm xúc, bởi vì các bạn rất là khó control được những cái vấn đề xảy ra. Kiểu như giống như là một quả bóng mà bay khi mà gặp gió ấy, thì nó sẽ rất là khó để mà đúng được. Nhưng cái đó các bạn là cái điều các bạn muốn. Rồi, nhiều thông tin từ các bạn chọn tổ thứ nhất. Để lấy tarot xem như thế nào. Năng lượng tình cảm của các bạn chọn tổ thứ nhất trong 6 tháng cuối năm. Năng lượng tình cảm của các bạn chọn tổ thứ nhất trong 6 tháng cuối năm. Xin cái này đi. Check năng lượng tình cảm của các bạn chọn tổ thứ nhất trong 6 tháng cuối năm. Các bạn chọn tổ thứ nhất, mình nói một cái chút thông tin ngoài lề, có thể là sức khỏe của các bạn chọn tổ thứ nhất trong 6 tháng cuối năm nó sẽ hơi bị không tốt lắm á.
kiểu giống như là có thể các bạn sẽ cảm giác cái lồng ngực của mình nó hơi căng tức á, và kiểu các bạn sẽ hơi đuối sức, tức là các bạn làm việc các bạn sẽ rất là dễ bị hụt hơi, và tim á, nó phải bơm rất là nhanh để nó có thể cung cấp đủ máu cho cơ thể để hoạt động. Và có thể các bạn cần phải chú ý đến những cái vấn đề về mạch máu, hệ tuần hoàn nha. Một số thông tin ngoài lề thôi. Năng lượng tình cảm của các bạn chọn tình yêu, các bạn chọn tuổi thứ nhất trong 6 tháng cuối năm. Rồi, bắt đầu mình lập bài tarot trước ha. The Wheel. Với The Wheel, năng lượng The Wheel, Wheel of Fortune, thì chắc chắn luôn là sự kiện từ đây đến 6 tháng cuối năm là những cái sự kiện nó diễn ra theo một cách bất ngờ, và không phải là bất ngờ theo cái kiểu mà surprise hay là shock đâu nha, mà cái kiểu bất ngờ là nó có một cái sự gọi là dàn xếp từ vũ trụ ấy, kiểu như là các bạn có cố kiểm soát bản thân mình đến đâu đi chăng nữa thì chung đi các bạn vẫn phải làm, vẫn phải gặp người đó, hoặc là các bạn vẫn phải làm một cái việc gì đó mà không có đúng ý của mình, và từ cái ý đó của các bạn á, các bạn có thể sẽ hội ngộ hoặc là gặp lại cái người mà các bạn sắp gặp. Với cái lá The Wheel này á, thì các bạn mình cảm nhận được là trong khoảng thời gian vừa qua hoặc là trong cuộc sống của các bạn á, các bạn luôn rất thích kiểm soát mọi thứ và các bạn luôn thích cãi. Mình cảm nhận như là từ xưa đến giờ cái năng lượng của các bạn chọn tuổi thứ nhất luôn là những cái bạn, nếu như bạn nào thường thường chọn tuổi thứ nhất của mình á, thì các bạn rất là lì, kiểu như á, là các bạn không có bao giờ chịu gọi là thì tôi tin vào vũ trụ đó, tôi tin vào luật hấp dẫn, tôi tin vào tâm linh, tôi tin vậy đó, nhưng mà tôi làm hay không là việc của tôi, kiểu như vậy á. Và nếu như mà thí dụ vũ trụ mà có đưa cho các bạn một bài học hoặc là một cái gì đó trước thì các bạn cũng sẽ kiểu la ó trước, các bạn cũng sẽ phản đối trước, rồi các bạn mới bắt đầu các bạn, nhưng mà trước sau thì các bạn cũng sẽ làm thôi, kiểu như vậy á. Tức là các bạn sẽ có một cái sự gì đó nó không có cam chịu á. Nhưng trong thời gian sắp tới nha, các bạn không muốn làm các bạn vẫn phải làm. Kế bên The Wheel lại là Judgment, một cái năng lượng bài nó rất là nặng ở trong cái, nó nặng theo cái kiểu là các bạn không có thể kiểm soát được á. Và từ xưa đến giờ, nếu như trong khoảng thời gian từ xưa đến giờ các bạn luôn có giữ một cái ý niệm là tại sao các bạn luôn sống tốt, các bạn luôn đối xử tốt với mọi người, mà tại sao các bạn luôn gặp những người xấu, những người không tốt, thì các bạn lại thấy là giống như là những cái người mà người ta hay lừa dối, phản bội những người khác á, tại sao cuộc sống người ta lại tốt như vậy á, thì có thể là trong khoảng thời gian sắp tới các bạn sẽ được chính mắt tai nghe rất là rõ ràng về cái luật hấp dẫn, á lộn, nhầm, sorry, cái luật nhân quả nó bắt đầu nó làm việc ha, và các bạn phải sợ vào điều đó luôn ấy. Kiểu như các bạn bảo là ồ may ghê, là đáng ra thì ra là gọi là may mà mình không làm sai, may mà mình luôn làm đúng á. Đó, tức là trong thời gian sắp tới các bạn sẽ nhận được một cái thông tin hoặc là biết được một cái thông tin gì đó. Nếu như từ xưa đến giờ các bạn chưa có người yêu, chưa quen ai hết. Nhưng mà các bạn vẫn yêu thương cuộc đời, các bạn vẫn sống tốt á. Hoặc là các bạn có người yêu nhưng mà các bạn bị phản bội, các bạn bị thất vọng, các bạn bị đánh mất niềm tin, hoặc là các bạn trao đi nhiều nhưng các bạn người ta lại không có yêu thương các bạn á, thì trong thời gian sắp tới một khi mà The Wheel nó hoạt động thì bắt đầu nó sẽ có sự lăn bánh của bánh xe số phận, và các bạn sẽ có được những cái gì, giống như các bạn sẽ được nhận lại những cái gì mà các bạn đã gieo, đã trồng, đã vun xới, đã cho đi trong cái khoảng thời gian vừa qua của các bạn ha. Bởi vì năm số 7, năm nay cái năm mà mình xem trải bài là năm số 7, là cái năm của nhân quả, thì không có nghĩa là chỉ có cái năm nay các bạn mới nhìn thấy được nhân quả, mà với cái trải bài hoặc là với tất cả mọi chuyện vào những cái năm sau này chăng nữa, mọi chuyện nó cũng sẽ xảy ra theo cái luật nhân quả hết. Và tự nhiên các bạn cảm thấy các bạn sợ cái đó luôn ấy, và các bạn sẽ không bao giờ dám làm sai nữa trong tương lai. Có một cái sự thức tỉnh gì đó, nói thức tỉnh thì nó nghe nó hơi nặng, nhưng mà kiểu như các bạn sẽ có một cái sự nhận thức nào đó nó rất rõ trong cái vấn đề về mặt cho đi tình cảm ha, cho đi tình yêu ha. Đây, với lá
Nine of Swords các bạn sẽ khá là ám ảnh, các bạn sẽ khá là lo sợ trước cái vấn đề mà các bạn gặp phải. Có thể là cái tình cảm của các bạn trong cái khoảng thời gian cuối năm này nó sẽ diễn ra theo cái hơi hướng nó hơi nặng nề, và nó sẽ khiến các bạn phải stress nhiều, phải ám ảnh nhiều, phải nghĩ nhiều về nó. Hoặc có thể sắp tới các bạn sẽ gặp một người mà kiểu như cái người đó, người ta mang cái hơi hướng gì đó của karma, của nghiệp quả đi, hoặc là của một cái gì đó nó các bạn thiếu. Cái trực giác của các bạn khi mà các bạn đứng trước cái người này nè, các bạn sẽ cảm thấy các bạn nghe mùi rồi, các bạn đánh được hơi, các bạn đánh được mùi rồi, là các bạn cảm thấy là cái người này người ta là đầy rẫy cái gọi là cái red flag, là tức là cái chính tín hiệu đỏ để mà các bạn phải xa người ta luôn á. Nhưng mà dường như giữa hai người có một cái sự kết nối nào đó, hoặc là giữa hai, cả hai nó có một cái sự tương tác, hoặc là cái sự sức hút nào đó với nhau, nó khiến cho các bạn vừa muốn đến mà vừa muốn không đến. 10 tiền và nữ hoàng tiền ha. Có thể cái người đến với các bạn sẽ có một cái sự chênh lệch gì đó về tài chính. Một á, thí dụ bạn, nếu như bạn giàu đi thì cái người bạn gặp trong tương lai người ta sẽ khó khăn về mặt tài chính. Còn nếu các bạn, cuộc sống các bạn đang bấp bênh, đang gặp những cái vấn đề về mặt tài chính đi, thì cái người ở trong tương lai các bạn á, có thể người ta sẽ rất là đầy đủ về mặt vật chất và tài chính. Trong thời gian sắp tới mình nhận thấy được cái nguồn năng lượng của các bạn trong thời gian sắp tới khi mà gặp người này á, người ta là một cái mang năng lượng của nữ hoàng tiền. Nữ hoàng tiền không có nghĩa là cái người đó sẽ là giới tính nữ, mà người ta sẽ có nhiều cái năng lượng nữ tính ở trong người ta hơn. Và người này người ta có cái khả năng chăm sóc người khác cũng như là nuôi dưỡng người khác nhiều. Nhưng cái người mà các bạn gặp trong cái khoảng thời gian sắp tới có thể là người ta sẽ hơi ít nói, hoặc có thể mình thấy là trong thời gian sắp tới các bạn ở trong tụ bài này nè mới vừa vượt qua một câu chuyện nào đó trong quá khứ không có được suôn sẻ, và cái người sắp tới này người ta có một cái gì đó nó rất rất giống người cũ nha, mình mới cảm giác cái điều đó. Bởi chính vì như vậy cho nên nó khiến các bạn hơi bị upset, hơi bị ám ảnh và hơi bị sợ. Ngoài ra là như mình nói hồi nãy, một là hai bạn sẽ có sự chênh lệch về mặt tiền bạc, tài chính, nền tảng gia đình. Hoặc là có thể người này người ta sẽ sinh ra trong một gia đình gia giáo, một gia đình có truyền thống, không có đến nỗi truyền thống lâu đời, mà kiểu như nói chung là cái xuất thân hoặc là cái nền tảng của cả hai nó sẽ khác nhau, kiểu như vậy á. Một mối quan hệ mà nó có sự khác biệt về văn hóa hoặc là suy nghĩ hoặc là cách dạy dỗ hoặc là cái sự lớn lên của cả hai, nó sẽ có cái gì đó khác nhau. Giống như là nhìn cái the wheel với cái chết mình thì mình nghĩ giống như là nó vừa là duyên, nó vừa là nợ, mà nó vừa là nghiệp nữa nha. Kiểu như vậy á. Rồi để xem là ba lá tiếp theo. Eight of Cups, Queen of Wands, Ten of Wands. Đúng như là mình cảm nhận được là có thể là các bạn vừa mới bước qua hoặc vừa mới rời đi khỏi một cái mối quan hệ nào đó, có thể là gia đình, có thể là tình cảm, tức là những cái mối quan hệ, có thể là công việc, tức là những cái mối quan hệ hoặc là những cái điều mà các bạn đã đầu tư vào nó rất là nhiều. Các bạn đã dành rất là nhiều năm, nhiều tháng để cố gắng xây dựng cái đó, nhưng mà các bạn cảm thấy là nó không đi đến đâu và nó không có mang lại được cái lợi ích, hoặc là các bạn cảm thấy các bạn không còn là các bạn khi ở trong mối quan hệ đó nữa đó. Các bạn đã vừa mới đi rồi và các bạn đang là cái năng lượng Queen of Wands, tức là các bạn đang rất tự tin, các bạn đang rất tỏa sáng, các bạn đang rất là yêu bản thân mình, giống như là tôi biết giá trị tôi ở đâu, kiểu như vậy. Queen of Wands là cái năng lượng như vậy ha. Và các bạn cũng khá là đào hoa đó, cái kiểu giống như là các bạn được nhiều người đào hoa đây, tức là được nhiều người để ý đến nè. Có thể các bạn sẽ nói là ủa tôi có thấy ai nói gì với tôi đâu, nhưng mà tức là người ta để ý đến thôi, nhưng chưa thật sự là một cái gì đó để người ta dám bước đến các bạn. Tại vì kiểu như các bạn tỏa ra cái năng lượng là giống như là nó quá hớp đi á, tức là không phải đâu, kiểu như là phải đủ lớn, cái tình cảm nó đủ lớn lắm kìa thì người ta mới dám tiến đến ha.
Và với cái năng lượng Tense One này á, thì mình vẫn cảm nhận được là có thể trong thời gian sắp tới á, khi mà đứng trước cái nguồn cái người mà các bạn gặp trong thời gian sắp tới này á, các bạn cảm giác thời gian đầu nha, các bạn sẽ cảm thấy các bạn không có muốn gần người ta, không muốn tiếp xúc với người ta, tại vì ở người ta đâu đó nó có một cái gì đó nó khiến cho các bạn không có thích, và có nhiều bạn sẽ không, kiểu như chỉ là biết không thích thôi chứ không biết là tại sao hết á. Thì ở đây mình thấy là có thể là có một phần gì đó nó dính với cái nỗi sợ bên trong của các bạn ha, nó dính với cái tổn thương từ quá khứ, hoặc là tổn thương từ gia đình, hoặc là tổn thương từ những cái mối quan hệ mà các bạn đã đầu tư. Ở đây chúng ta có lá empathy là sự thấu cảm. Giữa hai bạn chắc chắn sẽ có sự thấu cảm với nhau, giống như mình vẫn cảm nhận được cái hình của cái tụ số 1, đó chính là cái sự giống như là soulmate đến với nhau rồi đó. Các bạn hiểu được cái nỗi đau của nhau, người này chia sẻ, người kia hiểu, mặc dù người kia chưa trải qua hoặc là người kia chưa bao giờ cảm nhận được, nhưng mà họ ở đâu đó họ vẫn cảm nhận được cái nỗi đau hoặc cái nỗi buồn của đối phương. Có thể giữa hai bạn sẽ có cái khoảng cách về địa lý nha, tức là hoặc là cả hai sẽ ít giao tiếp với nhau, sẽ ít gặp nhau, có một cái gì đó nó có hơi khoảng cách giữa hai người trong trong chuyện tình cảm 6 tháng cuối năm. Đây là một lá nữa là về self confidence, tức là giữa một trong hai bị thiếu đi cái gọi là sự tự tin cá nhân. Mình vẫn cảm nhận được là có thể là cái người kia, bởi vì bạn là Queen of Wands, bạn đã trải qua nhiều chuyện rồi, có thể năng lượng là hai chiều nha, năng lượng trong tarot là hai chiều, nếu như bạn đang cảm thấy mình không phải là người tự tin thì mình đang nói đến bạn, còn nếu như bạn đang thấy mình rất tự tin, mình rất là thoải mái cởi mở thì đó là năng lượng của người kia. Thì có thể các bạn sẽ thấy là ủa, kiểu người này mình vẫn đâu đó mình vẫn cảm nhận là được, người ta thích mình, người ta có tình cảm với mình, tại vì giữa hai bạn nó có cái sự đồng cảm, sự thấu hiểu, nhưng tại sao người ta lại lại khiến mình phải suy nghĩ nhiều ấy. Nè, năng lượng chính kiếm với lại 10 10 gậy, tức là mình hiểu được người ta có tình cảm với mình hiểu được là người ta thích mình và mình cũng thích người ta. Các bạn có một trực giác cao, ai cũng có thể cảm nhận được người ta có thích mình hay không hết á. Nhưng tại sao bạn vẫn thấy cái người này, người ta kiểu trong đầu bạn lúc nào cũng phải suy nghĩ là ồ, liệu người ta có tình cảm với mình không, liệu người ta có suy nghĩ gì về mình không, lúc nào trong đầu các bạn cũng phải đặt ra cái câu hỏi đó hết, và họ làm cho các bạn bị phân vân, bị hoang mang rất nhiều. Thì có thể cái người này nè, cái sự tự tin cá nhân của người ta nó chưa có được rõ ràng, và người ta không có hiểu được cái giá trị bản thân của người ta. Có thể là người ta bị một cái gì đó nó không có được, giống như là từ nhỏ đến giờ người ta không có được gọi là cảm thấy mình tốt á, tức là có một số người người ta lớn lên trong một gia đình mà người ta nhận cái lời chê hơn là lời khen á, hoặc là người ta được nhận nhiều sự so sánh hơn là sự công nhận á, cho nên cái người mà kiểu người lớn lên trong cái sự gọi là luôn luôn cố gắng làm hài lòng người khác, hoặc là luôn luôn phấn đấu để được công nhận á, thì dần dần nó sẽ trở thành một cái tính cách gọi là mình thiếu tự tin vào bản thân mình. Cho dù ở bên ngoài các bạn có thể hiện mình tự tin tới mức độ nào chăng nữa, nhưng đối với những người mà người ta trải đời nhiều, người ta nhìn thấu người nhiều á, thì người ta vẫn cảm nhận được cái năng lượng của các bạn là nó không hẳn là như vậy. Các bạn đang gượng, các bạn đang cố gắng nhiều lắm. Và có thể cái người này khi mà đứng trước các bạn á, người ta bị sợ, người ta bị cảm thấy mình không xứng á, cảm thấy mình không có lại các bạn á, kiểu như vậy ha. Mặc có thể là ngoại hình người ta cũng đẹp, có thể là nền tảng gia đình người ta tốt hơn bạn, có thể người ta ok nhìn người ta rất là tốt hơn các bạn rất nhiều đó, thì nhưng mà người ta vẫn có một cái nỗi sợ gì đó. Thì cái chuyện này giữa các bạn sẽ có sự trao đổi và thấu hiểu lẫn nhau, các bạn sẽ có sự giao tiếp với nhau để các bạn làm rõ cái vấn đề là tại sao người ta lại như vậy ha. Người ta và cái mối đây tiếp tục. Religious factor như mình nói như hồi nãy ha, giữa hai bạn nó có một cái vấn đề gì đó nó rất khác biệt nhau về tôn giáo, tín ngưỡng, văn hóa, truyền thống, một cái gì đó từ cái xuất thân của hai bạn nó có nhận thức rất là khác nhau, và từ cái đó nó ảnh hưởng
đến cái câu chuyện tình cảm, đến cái diễn biến tình cảm các bạn rất nhiều, khiến người này người ta phải lần lựa nhiều, khiến các bạn phải lần lựa nhiều, và cả hai không có dám đến với nhau, chỉ có dừng là ở một cái bộ là bạn bè thôi, kiểu như vậy đó. Thì mình thấy cũng tốt, kiểu như một người mà người ta vẫn còn đang sợ nhiều á thì không cần thiết phải bước vào mối quan hệ nào đâu, tại vì nếu như người ta mang cái nỗi sợ thì người ta sẽ đối xử với các bạn chỉ bằng những nỗi sợ thôi. À, nếu như đây new love, nếu như các bạn hỏi là có phải người cũ hay không ha, thì không phải, nhưng mà ở đâu đó mình vẫn cảm giác được là cái người này người ta mang cái hơi hướng hơi hơi giống người cũ, tại vì ở đây nó có past love nè, nó có karma, hồi nãy mình nói là có karma, và young male tức là người này có thể sẽ nhỏ nhỏ tuổi hơn các bạn, nếu như các bạn đang xem trải bài là nữ thì cái người mà nam ở trong trải bài này người ta có thể sẽ nhỏ tuổi hơn các bạn. Karma ở đây và past love ở đây tức là cái cuộc gặp gỡ các bạn nó đã được định đoạt rồi, nó đã được sắp xếp rồi, để một trong hai karma ở đây á, không phải là các bạn để trả nghiệp, mà là nếu như các bạn đã làm gì tốt trong quá khứ á, thì cái karma này nó sẽ làm cái điều tốt nhìn cho các bạn. Còn nếu như trong quá khứ bạn làm cái gì không đúng á, thì cái karma này nó sẽ quay lại để nó trả lại cho các, nó bắt các bạn phải trả lại cho người ta. Đó, tùy vào cái năng lượng của mỗi bạn xem trải bài thôi. Và mình vẫn cảm giác như là ở cái người này người ta vẫn có một cái nguồn năng lượng gì đó từ giống như người trong quá khứ. Hoặc nếu các bạn chưa có mối quan hệ nào trong quá khứ luôn nha, các bạn hoàn toàn chưa có bất kỳ một mối quan hệ nào trong quá khứ, chưa yêu ai luôn á, thì có thể cái người này người ta là cái người gọi là người người yêu cũ mà ở trong tiền kiếp của các bạn á. Hoặc nha, hoặc là nếu như không phải như vậy nha, thì có thể người này á, người ta có người yêu cũ rồi và người ta chia tay rồi, và người ta hơi bị ám ảnh về cái mối tình cũ đó. Đó, nó có rất là nhiều trường hợp nó đang xen ở đây, cho nên là tùy cái câu chuyện mà các bạn lựa chọn ha, tại vì đây là năng lượng chung. Mình vẫn cảm nhận được người này sẽ nhỏ tuổi hơn các bạn và có cái gia thế giàu hơn, tức là cái người giàu hơn là cái người mà đối phương các bạn đang xem trả bài á. Rồi đây mình nói là chemistry ở đây, tại vì cơ bản á là hai người có cái cảm xúc với nhau, có cái cảm xúc vật lý hóa học thu hút lẫn nhau, nhưng nó chỉ là mới gặp thôi, nó chỉ là mới thôi, cho nên với lại cả nó vừa thu hút mà nó vừa đẩy nhau ra, nó vừa mang trong mình đầy nỗi sợ. Cơ bản á là họ cũng phải nhìn thấy bạn cũng phản chiếu nỗi sợ của họ ở trên bạn, và khi nhìn thấy họ đâu đó bạn cũng phản chiếu cái nỗi sợ lại của quá khứ của bạn trở lại. Và khi như vậy á thì giữa cả hai á vừa thích nhau nhưng mà vừa sợ cái mối quan hệ này, tức là các bạn sẽ sợ là ồ cái mối quan hệ này nó sẽ không đi đến đâu cả, các bạn sẽ sợ là các bạn sẽ đánh mất cái tình bạn hiện tại. Các bạn sẽ sợ khi mà các bạn, một khi các bạn đã cam kết rồi, hoặc là một khi các bạn đã tiến lên với nhau thêm một bước nữa đó, thì các bạn sợ đổ vỡ, tức là các bạn có một cái nỗi sợ gì đó về sự đổ vỡ rất lớn. Có thể các bạn hoặc họ lớn lên trong một gia đình không có được hạnh phúc lắm, không có tròn đầy về mặt gia đình á, thì có thể là đó là lý do mà các bạn hơi sợ cái việc đổ vỡ, các bạn sợ trở thành người yêu cũ của nhau ha. Thì mình kiểu như là trong cái này nè, mình có khuyên các bạn luôn là nếu như giữa hai người hoặc là một trong hai vẫn còn nỗi sợ thì nên take time, dành thời gian cho nhau. Các bạn không nên vội vã với nhau làm cái gì, tại vì nếu như các bạn chưa có thật sự hiểu được mình đang sợ cái gì, chưa thật sự giải quyết được vấn đề thì cả hai chỉ có đem lại cái nỗi sợ trong tình yêu thôi, và cả hai sẽ đau khổ nhiều ha. Cũng giống như là nếu như các bạn chưa thật sự cảm thấy nó thật sự sâu sắc để mà cam kết á, thì cũng không nhất thiết chúng ta phải cam kết. Các bạn có thể giữ cái cảm xúc đó là bạn bè, nó sẽ tốt hơn cho các bạn rất nhiều. Nó sẽ bền hơn, tức là các bạn cần xây cái móng nó thật là chặt đi. Nếu như các bạn giữa các bạn có tình cảm với nhau, thấu hiểu nhau và yêu nhau, và xuất hiện cái lá The Wheel với lại lá Judgment á, thì và lá Karma nữa, cho nên là các bạn cho dù có xa nhau như thế nào chăng nữa, nếu như chúng ta thật sự đủ duyên, chúng ta thật sự đủ cái gọi là cái gì ta, gọi là
nếu như chúng ta thật sự đủ duyên, chúng ta sẽ gặp lại nhau và chúng ta đồng hành cùng nhau. Cho nên là không cần vội vã trong cái quá trình mà các bạn chữa lành, hoặc là họ cần phải chữa lành nỗi sợ của họ. Tại vì á, cái mối quan hệ này mình cảm nhận được luôn là trước khi đến với cái trái đất này, bạn và họ đã cùng nhau đọc cái hợp đồng linh hồn, cùng nhau ký kết là mình phải trải qua hết những nỗi đau này, mình sẽ gặp cậu, cậu sẽ trải qua hết những cái bài học này, cậu sẽ gặp mình. Và khi mà cả hai đúng cái thời điểm cần gặp nhau á, thì cả hai sẽ gặp nhau, và chúng ta sẽ tách nhau ra nếu như chúng ta vẫn còn nhiều tổn thương và đau khổ. Và khi chúng ta tách nhau ra rồi, nếu như chúng ta chịu học, chúng ta chịu tiếp thu một lần nữa, thì chúng ta sẽ gặp nhau. Còn nếu như một trong hai mà kiểu ương bướng, hoặc không chịu học, hoặc là trượt dài trên cái hành trình của mình, thì cái việc mà tách nhau ra hoàn toàn là việc đương nhiên. Tại vì có một người, người ta vẫn phát triển hơn cái người kia, thì dĩ nhiên không thể nào phù hợp được hết. Rồi bây giờ ở đây mình có xin thêm ba lá lời khuyên cho các bạn. Mình nghĩ cái mối quan hệ trong 6 tháng cuối năm này các bạn gặp, nó sẽ là mối quan hệ nó có thể sẽ thay đổi cái tư duy, cái mindset của các bạn về chuyện tình cảm nhiều nha. Kiểu như từ xưa đến giờ các bạn chỉ nói là cứ yêu thôi sợ gì đó, thì có thể là trong thời gian này các bạn sẽ cảm thấy mình cần thiết, nó phải nghiêm túc, hoặc là nó phải cũng cần phải sợ một cái gì đó. Và khi mà mình nhận ra được mình sợ cái gì thì mình mới làm việc được, kiểu như vậy ha. Nó nhiều trường hợp lắm. Mình thấy cái mối quan hệ này cũng không có suôn sẻ ban đầu thời gian gặp nhau đâu, cho nên các bạn cũng đừng có mong cầu và hy vọng quá nhiều gì về cái đối phương cả. Chủ yếu là các bạn nên phát triển bản thân mình nhiều vô và sống đúng với cái năng lượng của mình. Như là người Queen of Wands đó, các bạn đừng nên hạ ánh sáng của mình xuống để cho bằng họ nha. Và cũng đừng có đánh mất giá trị của bản thân mình để đuổi theo một người nào đó trong mối quan hệ. Và cái việc chữa lành hay là cái việc phát triển bản thân là cái việc của mỗi người, không ai có thể làm được cả. Nếu như họ không chịu phát triển bản thân thì tức là cái người đó họ không có xứng đáng dành cho bạn, chỉ vậy thôi ha. Lời khuyên thứ nhất là love makes the difference. Tình yêu nó sẽ giúp chúng ta chữa lành được cái quá khứ tổn thương và đưa chúng ta đến những cái cảm xúc nó đẹp hơn, nó cao cả hơn, cũng giống như là nó xứng đáng dành cho bản thân của mỗi chúng ta hơn. Nếu như họ đủ yêu bạn, nếu như bạn đủ yêu họ, thì cả hai sẽ tự động phát triển vì nhau, sẽ tự động cố gắng phát triển vì nhau. Bởi vì nếu như đây là tình yêu thật sự á, thì nó sẽ giúp cho cả hai tự chữa lành những cái tổn thương trong quá khứ, tự học hỏi được những bài học của đó, và cả hai sẽ cùng phát triển cùng đối phương đó, kiểu như vậy nha. Cái lá ở đây á, mình nhìn thấy hồi nãy mình nhìn thấy một cái hình ảnh nó giống giống như vậy nè. Nếu như các bạn nhìn xa thì các bạn sẽ thấy là giống như một cái cánh đồng hoa cúc trắng vậy đó, nhưng mà nhìn gần thì mình lại thấy nó là những cái ngôi sao, những cái bông hoa diên vĩ. Ồ, không biết các bạn có thấy không ha, để nhìn gần lại nè. Ở đây nó là một hình ảnh, ở đây nó là một hình ảnh khác, và ở đây là một cô gái đang ngồi đợi, đã phát ra một cái âm thanh. Thì với cái hình ảnh này á, mình vẫn nhận thấy được rằng có thể các bạn đã có những cái mối lương duyên, nghiệp duyên gì đó ở nhiều kiếp sống trước rồi, cùng là con người á, hoặc là cùng là những cái sinh vật trên trái đất này. Có thể cái kiếp đầu tiên là các bạn chưa hẳn là con người đâu, nhưng mà các bạn đã là những cái loài cây hoặc là những cái gì nó gắn bó với nhau. Rồi tới kiếp thứ hai các bạn sẽ là những con người nè, nhưng mà chưa có học xong bài học của mình. Thì tới những cái kiếp sau này thì bạn sẽ phát triển hơn, và các bạn bắt đầu nhận thức được rõ ràng hơn bản thân mình. Thì khi đó, từ đó các bạn sẽ tỏa cái tín hiệu ra, phát cái tín hiệu ra để thu hút cái người kia đến với cuộc sống của mình nhiều hơn ha. Và có thể khi mà tiếp cận với cái năng lượng của bạn, họ sẽ được phát triển, họ sẽ hiểu được cái giá trị bản thân của họ. Cái mối quan hệ này mình vẫn thấy được là nó không có mang nặng cái việc là đau khổ nhiều, nhưng nó sẽ rất là nhiều khó khăn. Thì dĩ nhiên mối quan hệ này nó cũng sẽ khó khăn, chúng ta mới trân trọng được, và nhờ cái mối quan hệ này mà bạn và họ sẽ cùng tự tin và phát triển hơn.
Rồi với lá lời khuyên thứ hai, forgiveness. Cả hai á, mình vẫn cảm nhận được cả hai có những cái nỗi tổn, cái sự tổn thương gì đó từ gia đình đẻ, từ quá khứ, từ những mối quan hệ cũ, từ những cái chuyện gì đó nó không có tốt ở trong quá khứ, nó không có làm cho các bạn phát triển đúng với cái sứ mệnh của các bạn, và các bạn cần phải nhìn nhận lại thật sự các bạn đang đang bị đau chỗ nào. Cái cách để mà forgive dễ nhất đó, đó chính là các bạn hãy buông bỏ, tha thứ cho những cái kiểu người đã làm tổn thương mình và tha thứ cho chính bản thân mình nha. Nothing is gained by holding on your back. Nếu như các bạn cứ giữ mãi những cái nỗi thất vọng, những cái nỗi buồn, những cái nỗi tổn thương từ xưa cũ á, thì vô tình chung á, trong tiềm thức của các bạn á, nó cứ sẽ thu hút những cái kiểu người như vậy đến với các bạn hoài luôn. Cho nên là cái điều cần thiết ở đây là các bạn nên tha thứ chính mình trước, nên tha thứ cho những người đã làm tổn thương cho các bạn trước. Khi mà đối diện với họ, khi mà nghĩ về họ ấy, các bạn không có một cái gợn sóng nào ở trong lòng, các bạn không có một cái cảm giác, nó gọi là không một cái gì nó xuất hiện luôn á, nó rất là bình lặng á, thì có thể là khi đó các bạn đã được gọi là đã tha thứ cho họ rồi á. Còn khi mà các bạn nghĩ đến họ, các bạn cảm thấy rất là vui đi, hoặc là các bạn cảm thấy rất là buồn, hoặc là các bạn cảm thấy trạng thái giống như là ồ giờ mày sống chết sao kệ mày á, thì không phải, cái đó không phải là cảm giác tha thứ, mà đó là vẫn còn một cái chút gì đó chấp niệm. Chỉ khi nào các bạn nghĩ đến họ mà các bạn cảm thấy các bạn bình thường lắm luôn á, rất rất là lặng, không phải là, chứ không phải theo kiểu vô tâm vô cảm, mà cũng không phải là cái kiểu nó quá hận thù á đó. Cả hai cần phải chữa lành nhiều lắm nha, thì cái mối quan hệ nó mới đi lâu dài được nha. Còn nếu như cả hai không có chữa lành được thì mối quan hệ này nó sẽ rất là dễ đau khổ và dễ 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 toang. Lời khuyên thứ ba, express love through gift. Có thể cái người mà các bạn sắp gặp á, họ sẽ rất là thích tặng quà cho các bạn, những cái món quà nhỏ nhỏ thôi nhưng nó mang cái tấm chân tình chân thành. Hoặc các bạn rất là thích làm những cái món đồ để tặng họ, hoặc là nấu ăn cho nhau, hoặc là làm những cái gì đó nó về nó hơi vật chất, nó hơi thể hiện tình cảm một chút xíu. Những cái món quà nhỏ nhưng mà nó sẽ mang một cái ý nghĩa rất là lớn, nó thể hiện cái sự cảm kích, cái lòng biết ơn, cũng như nó thể hiện cái tình cảm ra nó rất là dễ thương và chân thật á. Chứ nó không có đến nỗi mà phải, tức là người này á, cái cách thể hiện của người ta trong mặt tình cảm đó là tặng quà, người ta sẽ tặng quà nhiều, tức là mỗi lần gặp bạn họ sẽ có một món quà gì đó nhỏ nhỏ tặng bạn, bạn hoặc là bạn cũng vậy đó, cái bạn sẽ cảm nhận được cái điều đó. Hoặc là họ đi đâu chơi về, họ đi đâu về, hoặc là bạn đi đâu về, các bạn sẽ có mua một cái món quà, hoặc là đi biển sẽ nhặt những cái vỏ sò về tặng cho họ, hoặc là đi những cái nơi mà thăm thú ấy, họ sẽ lấy mua những cái postcard về tặng cho các bạn, kiểu như vậy. Nó không có giá trị quá lớn nhưng mà nó cũng không có, tức là nó mang tình cảm nhiều quá. Và nếu như cả hai bạn, nếu như bạn thích họ thì bạn cũng nên thể hiện tình cảm bằng cái hình thức này, bởi vì người này á, vậy nè, người ta ở trong một cái gia đình, họ được cung phụng, không phải là họ được cung phụng mà họ ở trong gia đình từ xưa đến giờ, cái cách thể hiện tình cảm của cha mẹ họ đó chính là vật chất. Cho nên trong cái tiềm thức của người này thì người ta nghĩ là ồ, chắc là tặng quà, chắc là vật chất cho mình á thì họ sẽ yêu mình, không phải là cái người thực dụng đâu nha. Không biết các bạn hiểu ý mà không, tức là đối với họ cái cách như vậy là cái cách thể hiện tình yêu thôi, họ không cần các bạn phải tặng quà mắc tiền, nhưng mà nếu như các bạn có tặng quà gì đó cho họ thì họ sẽ cảm nhận được cái tình yêu đó từ các bạn. Đó là ý của mình là như vậy, chứ không phải là người này thực dụng, tức là người này không có thiếu gì đâu, cho nên các bạn không có cần phải tặng quà đắt tiền đâu. Một số cái thông điệp bằng cái tram giấy á, mình mới viết á, thì sẽ xem là về chủ đề là tình cảm của các bạn nhận tụ thứ nhất trong 6 tháng cuối năm ha, 3-4 lá gì đó, có thể là gợi ý cho các bạn. Mắt trái chưa từng đối diện với mắt phải nên không biết cách an ủi. Cách duy nhất có thể làm cùng nhau là rơi lệ. Ở hai bạn nó có một cái sự gì đó đồng cảm với nhau rất lớn luôn á. Và kiểu như vẫn là cái năng lượng của hai người yêu xa nha. Tức là
tuy ở xa nhưng hai bạn vẫn cảm nhận được là đối phương đang không có tốt ấy, và nếu như họ vui các bạn cũng vui, và nếu như họ buồn các bạn cũng rất là đồng cảm. Thật sự cái mối quan hệ này nó rất là thấu cảm cùng nhau. Nhưng mà cái mặt xấu của mối quan hệ này, nếu như hai bạn chưa có biết được giá trị bản thân của mình á, hai bạn chưa có hiểu được giá trị bản thân của mình, thì sẽ rất dễ rơi vào cái trạng thái gọi là phụ thuộc cảm xúc vào nhau nha. Rồi. You deserve to be loved by someone who will love you unconditionally exactly as you are. Trời ơi. Bạn xứng đáng được có được một cái tình yêu từ một cái người mà người ta sẽ yêu bạn vô điều kiện luôn, như chính xác bạn là ai luôn. Cho nên là bạn đừng có bao giờ thay đổi bản thân mình chỉ vì một người nào khác. Cái thông điệp này nó quá rõ ràng luôn rồi ha. Vẫn là giá trị bản thân nha. Giữa hai bạn có một cái gì đó vấn đề rất lớn về cái self love với self confidence. Bốn phương mây nước, người đôi ngã, hai chữ tương thư một gánh sầu. Không biết sao mình ghi được cái câu sến vậy luôn á. Ghi ở trên Instagram thôi, người ta ghi xong mình ghi lại. Thì ở đây vẫn là một cái năng lượng bốn phương mây nước, người đôi ngã, mình vẫn cảm nhận được là hai bạn sẽ gặp nhau rồi tách nhau ra, xong gặp nhau lại rồi tách nhau ra. Sẽ mang những cái nỗi tương tư, sẽ mang những cái sự khắc khoải về nhau nhiều ha. Nó sẽ không có y ngã ban đầu đâu. Một kiếp hồng trần, là hoa, là sương hay là gió, nửa kiếp phiêu bạc, là đau, là hận hay là thương. Nhưng mà nghe thấy ghê trời. Kiểu đúng, ý là vẫn là những cái kiếp, tức là những cái kiếp sống trước hoặc là cái kiếp sống này, giữa bạn và họ có một cái mối liên hệ gì đó từ tiền kiếp, hoặc là những cái nỗi đau từ tiền kiếp nó nhiều, và giữa hai bạn nó tồn tại những cái trạng thái cảm xúc nó rất là đối lập nhau á, vừa yêu vừa thương vừa hận. Và nhiều lúc, đôi lúc á, giữa hai, cả hai vẫn không có gọi tên được cái mối quan hệ, bởi vì ở sâu trong hai người nó chưa thật sự xác định được. Nếu như 100% là yêu đi thì đó là tình yêu, nhưng mà lâu lâu sẽ có trigger lẫn nhau lên. Khi mà nói chuyện với nhau á, lâu lâu người kia sẽ làm cho người còn lại cảm thấy nó hơi tổn thương nha, hoặc là sẽ làm cho người đó nhớ lại những kỷ niệm không vui á, và từ đó sẽ cảm thấy tách nhau ra. Cái mối quan hệ này phải học tập rất nhiều. Và cái vấn đề để mà các bạn có thể hạnh phúc được ấy, tự thân mình á, thì là yêu bản thân mình và tin vào bản thân mình, cũng như là bản thân các bạn xứng đáng được yêu thương, và cả họ cũng vậy. Đó, nếu như các bạn không học được những cái điều này á, thì cho dù các bạn có gặp những cái người true love của mình, hay là các bạn có gặp được những ai tốt hơn phù hợp với các bạn á, thì các bạn sẽ mãi không hạnh phúc được. Hello, xin chào các bạn trận tụ thứ hai đã quay trở lại với trải bày hôm nay của chúng ta. Hôm nay mình sẽ làm chủ đề là năng lượng tình cảm của các bạn trận tụ thứ hai trong 6 tháng cuối năm. Vì đây là trải bày timeless với lại là trải bày chung, cho nên các bạn có thể nghe vào bất kỳ khoảng thời gian 6 tháng cuối năm của năm nào cũng được. Và các bạn đón nhận thông điệp cởi mở, có chọn lọc, phù hợp với tình huống và câu chuyện của các bạn ha. Với năng lượng tụ thứ hai á, cái lúc mà mình vẽ cái hình này thì mình định vẽ những cái trái trò mà kiểu như là nó rơi xuống rồi nó xoay á các bạn. Sau rồi cái mình lại, lúc mà vẽ xong rồi mình lại không biết mình vẽ cái gì. Và trạng thái bây giờ khi mình nhìn lại cái lá này á, thì mình lại nhìn thấy nó giống như là cái dây mà trầu câu nó quấn vào nhau, nó quấn lấy nhau. Thêm một cái hình ảnh nữa khiến mình phải phân vân, đó là hình ảnh của cái hình tam giác. Thì mình cảm thấy như mối quan hệ 6 tháng cuối năm này của các bạn, trong 6 tháng cuối năm này nó sẽ hơi triangle, nó hơi tam giác một chút xíu ha. Nó hơi ba người đó. Thì đây là thông điệp chung, cho nên là nếu như các bạn nghe thử 10 phút đầu để mình cảm thấy ok, các bạn cảm thấy đúng với năng lượng mình thì các bạn nghe tiếp. Còn không thì các bạn có thể chọn tụ khác hoặc là nghe video khác nha. Mình sẽ để đây cho các bạn nha. Kết nối năng lượng với các bạn chọn tụ thứ hai.
Các bạn chọn tuổi thứ hai thì nó sẽ mang cái tâm lý nó khá nhẹ nhàng và nó khá xuôi dòng. Không phải là xuôi dòng mà kiểu như là nhiều khi các bạn cũng cảm thấy mình cũng không có kiểm soát được cái gì thì thôi kệ đi á. Cái gì kiểm soát được thì mình kiểm soát, chứ không có như các bạn chọn tuổi thứ nhất mà các bạn hơi mang cái năng lượng nó rất là nặng và nó hơi kiểm soát. Còn đối với các bạn chọn tuổi thứ hai thì mình cảm thấy là các bạn khá là còn trẻ, hoặc là các bạn tuy lớn tuổi nhưng mà cái năng lượng của các bạn chọn tuổi thứ hai nó còn vẫn còn tươi trẻ. Hôm nay mình sẽ shuffle on camera và mình sẽ lấy hết một lần bài luôn. Cho nên là nếu như bạn nào cảm thấy mất thời gian ở khúc này á, các bạn có thể skip qua để nghe chảy bài luôn nha. Thì với năng lượng của các bạn chọn tuổi thứ hai, tình cảm của các bạn ấy trong tình yêu các bạn ấy trong 6 tháng cuối năm. Tình cảm của các bạn chọn tuổi thứ hai 6 tháng cuối năm. Các bạn có thể là kiểu người rất là yêu thích thiên nhiên, hoặc là rất là thích đi ra ngoài, hoặc là rất thích cây cối, những cái cây lớn ấy, những cái cây cổ thụ lớn, hoặc là rất là thích đắm mình vào thiên nhiên nhiều á. Hoặc là nếu như các bạn không không á thì lời khuyên dành cho các bạn ở đây là các bạn nên tiếp nhận cái gì kết nối với thiên nhiên nhiều hơn, các bạn sẽ cảm thấy nó tốt hơn dành cho các bạn. Bởi vì đâu đó ở những kiếp sống trước có thể là các bạn là một phần của thiên nhiên. Tức là kiếp sống này thì các bạn cũng là một phần của thiên nhiên, nhưng mà những kiếp sống trước các bạn cái linh hồn của các bạn có sự kết nối với thiên nhiên rất nhiều. Cho nên nếu như các bạn đang cảm thấy khó khăn, khó chịu, mệt mỏi, nhức đầu, cơ thể không có tốt á, sức khỏe không có được tốt á, thì các bạn nên đi ra thiên nhiên á, sẽ cho các bạn được một số câu trả lời, hoặc là nó sẽ khiến tâm trạng các bạn vui hơn ha. Kết nối năng lượng với các bạn chọn tuổi thứ hai. Tổng quan, có lộn, sorry. Tình cảm với bạn chọn tuổi thứ hai. Oops. Bài các bạn chọn tuổi hai nãy giờ châm rất là nhiều nha. Tình cảm của các bạn chọn tuổi thứ hai 6 tháng cuối năm. Tình cảm của các bạn chọn tuổi thứ hai 6 tháng cuối năm. Có thể các bạn chọn tuổi thứ hai là cung nước, hoặc là các bạn sinh ra ở cái nơi mà nó có nước nhiều á, kiểu như là cái địa lý á, là những cái nơi mà nó sẽ là vùng thấp, vùng có nước, vùng thấp á, cái vùng mà nước nó có nhiều, hoặc là vùng ao hồ sông suối biển nhiều, hoặc là gần biển. Kết nối năng lượng với các bạn chọn tuổi thứ hai, tình yêu các bạn ấy trong 6 tháng cuối năm. Kết nối năng lượng với các bạn chọn tuổi thứ hai, tình yêu của các bạn ấy trong 6 tháng cuối năm. Rồi, chúng ta đến với tarot trước ha. Six one. Alo, mom. Six swords. Two cups. Cái tụ này nhiều số 2 quá nha. Two swords và two wands. The hangman. Queen wands. The moon, King Cups, Choose Love, Wow, Discovery, Chemistry, You Deserve Love, Flirt, Codependency, Open Relationship,
Spiritual road. Obstacle. Ba lá lời khuyên, một lát nữa mình sẽ mở lên cho các bạn ha. Mình thấy ba lá lời khuyên rồi á. Có thể là các bạn chọn tủ thứ hai này. Cái câu chuyện nó rất là rõ luôn nha. Có thể các bạn chọn tủ thứ hai này, đang tìm hiểu một người nào đó, hoặc đã có người yêu rồi nhưng các bạn muốn chia tay với người yêu cũ. Và tức là đã có người yêu rồi nhưng các bạn hiện tại đang bạn mới gọi là vẫn còn nhập nhằng với cái người yêu hiện tại, mặc dù các bạn không có thích họ nữa, và các bạn đang muốn chia tay thì vô tình các bạn lại gặp người yêu mới, gặp người mới nha. Ở đây mình không có phán xét gì các bạn đâu, mình cũng không nói ai đúng ai sai đâu nha, cho nên các bạn yên tâm về cái điều đó. Và hy vọng nếu như các bạn có comment, các bạn cũng đừng nói nặng với các bạn chọn thứ hai ha, nếu như các bạn tủ khác các bạn có nghe được. Thì cảm xúc con người mà, mặc dù người ta chưa có làm sai nhưng mà trong đầu người ta thì có thể nó sẽ bị suy nghĩ, nó sẽ hơi bị phân vân và khó nào mà kiểm soát được, tại vì cái năng lượng tình cảm là cái năng lượng rất là khó để kiểm soát. Mình thấy ở đây á là có thể là các bạn là người đang ở ở ở một phương xa, hoặc là các bạn ở xa nhà. Các bạn không có sống cùng, gọi là không có sống cùng gia đình, hoặc các bạn sinh sống, học tập, lập nghiệp ở một cái vùng khác, một đất nước khác, một cái nơi khác, cái nơi mình sinh ra. Thì hoặc hoặc nha, trong thời gian sắp tới các bạn sẽ gặp một người từ phương xa đến cái chỗ các bạn đang ở, các bạn đang học tập sinh sống. Hoặc nha, bạn là cái người đến cái vùng đất mới, đến với cái nơi mà cái người trong sắp các bạn sắp gặp á, đó là cái background của các bạn. Cái thứ hai á, mình thấy ở đây á là ở đây nó có rất là nhiều số 2, hồi nãy mình có nói với các bạn đó là có thể là cái các bạn chọn thứ hai nữa nè, có thể là cái tín hiệu, cái dấu hiệu mà các bạn sắp gặp cái người này á, đó là cái khi mà các bạn nhìn thấy rất là nhiều số 2, 2222 222 kiểu như vậy, những cái số 2 rất là nhiều ha, những cái số 2 ở đây là 246, là số 6 nữa, là cái năng lượng của tình yêu nữa. 246 đây, 6 nữa nè, rồi 12 nữa nè các bạn. Năng lượng các bạn nó có một cái gì đó nó rất là nhiều cái số 2 ở trong đó ha, hoặc là có thể các bạn sinh tháng 2, hoặc là người đó sinh tháng 2 ha, hoặc là cái số 6, số 6. Nói chung là trong cái chuyện tình cảm của các bạn trong khoảng thời gian sắp tới, mình vẫn cảm giác như ấy, mình nhìn nha thì nó sẽ không có cái gì gọi là quá nặng nề. Nhưng mà khi mà nó có quá nhiều con số ở đây, tức là những cái cuộc gặp mặt này nó đã được sắp đặt rồi. Đó là cái lý do ngày hôm nay mình mới làm cái trải bài này, tại vì các bạn biết sao không? Nếu như các bạn có xem cái phần intro của mình có nói là mình đang đang học, tự học, mình rất là tự học, tự nâng cấp bản thân mình rất nhiều, cho nên trong khoảng thời gian vừa rồi mình không có lê ra bất cứ một trải bài nào hết. Nhưng mà mấy ngày nay mình hơi bị nhức đầu ấy, và mình đang và tới ngày hôm nay mình mới nghe được một cái gì đó từ vũ trụ gửi đến cho mình, cái là do vũ trụ đổ rất là nhiều thông tin xuống đầu mình, và mình giống như là một cái máy tính mà nó lỗi thời á, mình tải không kịp á, cho nên mình rất là nhức đầu. Và khi mà mình hít thở, mình thiền định á, thì mình đã nhận ra một câu, đó chính là sắp sửa nó sẽ có những cái cuộc gặp gỡ, những cái cuộc nhân duyên gặp gỡ rất quan trọng và rất đặc biệt trong cái năm số 7, hoặc là những cái năm sau các bạn nghe đi, nó sẽ khai mở cái khả năng nhận thức về trực giác tâm linh rất lớn đó. Cho nên là nếu như trải bài ngày hôm nay mình có nói chậm, mình có nói vấp ấy, thì các bạn thông cảm nha, tại vì nhiều khi nó bị rối ấy, và nhiều nhiều nguồn năng lượng đến quá, mình không biết nói cái nào trước cái nào sau, nhiều thông tin. Thì quay trở lại ấy, thì đó là cái dấu hiệu mà có thể các bạn sẽ nhận thấy họ, có thể là họ sinh tháng 6, có thể bạn sinh tháng 6, sinh tháng 2, tháng 6, 2 cộng 6 cũng là 8 nữa nè, có thể sinh tháng 8 ha, bạn và họ một trong hai sinh tháng 8, hoặc là gặp nhau vào tháng 6, hoặc tháng 8, hoặc tháng 2, tùy cái trường hợp của các bạn ha. Nhưng mà nó sẽ liên quan đến những con số như là 268, nhiều nha, rất nhiều ở đây nha. Rồi khi mà bạn gặp người này nè, bạn và họ ấy,
bạn hoặc họ nha, tức là khi mà mình nói ra cái có thể các bạn đó, cái nguồn năng lượng ở trong tarot nó là hai chiều, cho nên là tùy cái câu chuyện của mỗi người mà các bạn áp áp vào ha, thì khi mà gặp nhau với một trong hai người đang đi tìm, đang chạy trốn khỏi một cái cuộc sống nó đã bế tắc, một trong hai bạn đang muốn đi tìm một cái vùng đất mới để mình phát triển tốt hơn, giống như là ở cái lá sáu kiếm đối với mình nó lúc nào mình cũng nói nó là một cái lá chạy giặc và tị nạn á, thì khi mà cái vùng đất cũ, cái đất nước cũ nó đã không có an toàn và nó không để cho các bạn phát triển nữa thì các bạn bắt đầu đi qua một cái vùng đất mới. Tuy nhiên các bạn chưa biết được cái vùng đất đó các bạn có thể phát triển hay không, hay là nó có tốt để các bạn phát triển hay không ha. Và ở đây ấy, mình nhận thấy được rằng á, khi mà qua như vậy cả hai luôn nha, khi mà đang chạy khỏi những cái tình trạng cũ, đang giải thoát mình, giải phóng bản thân mình khỏi những cái bế tắc cũ, thì bạn và họ có một cái gì đó lại gặp nhau, nó mang tính nó hơi là kiểu như là cần thiết luôn á. Thì khi mà cách bạn giao tiếp với họ ấy, nó khá là hợp với nhau nha. Ở đây ấy, mình thấy có một người ở trong đây sẽ mang năng lượng Queen of Wands, tức là năng lượng rất là tự tin, rất là hào sảng, rất là dễ kết nối, rất là đào hoa, rất là thu hút, hướng ngoại, nhiệt huyết, ăn mặc rất là trẻ trung, năng động. Người còn lại là năng lượng của King of Cups, là một người khá là điềm tĩnh và thông minh về mặt cảm xúc. Họ ăn nói rất là có duyên, cũng như là người này trong họ rất là có uy á, và có thể là người mang năng lượng của King of Cups này sẽ lớn tuổi hơn, hoặc là năng lượng nó già đời hơn, nó nhiều kinh nghiệm hơn cái người Queen of Wands. Cái người King of Cups này là người ta mang một cái năng lượng nó rất là uy nghiêm nha, các bạn thấy con rồng không? Có thể là một trong hai cũng cũng có người sẽ có tuổi rồng, tuổi con rồng. Không nhất thiết là cái người mang năng lượng Queen of Cups sẽ là con rồng đâu nha, mà là có thể một trong hai thôi. Và cái người này á, cái người mang năng lượng của King of Cups này á, người ta sẽ cái lời nói của người ta khi mà nói ra nó giống như là phun châu nhã ngọc. Mình đang nói là phun tơ nhã lụa. Phun châu nhã ngọc. Tơ nhã lụa hả? Tức là cái người này người ta ăn mặc cũng rất là đẹp ấy. Người ta ăn mặc rất là kiểu như người ta không có phải cái kiểu ấy, nhưng mà người ta ăn mặc khá là nhìn khá là sang luôn á nha, cái người mà King of Cups này nè. Và King of Cups này á, thì có thể là hình ảnh của các bạn có thể nhìn thấy nha, có thể là hai người quen xa, yêu xa, hoặc là cách nhau một cái đại dương, cách nhau một cái vùng nào đó nó nhiều nước, rất là nhiều nước ở trong trải bài các bạn luôn. Và có thể tình cảm của hai bạn nó cũng rất là đong đầy cảm xúc nữa, cái trạng thái cảm xúc của hai bạn khi mà giao tiếp với nhau ấy, nó rất là đong đầy cảm xúc. Và cái tính của hai bạn nó cũng sẽ hơi khá đối lập nhau, một người thì mang năng lượng lửa, nhiệt huyết, hào sảng, vui vẻ, sôi nổi, còn một người thì mang cái năng lượng nó lặng, nó nhẹ nhàng, nó calm, nó ôm ấp hơn, nó dễ chịu hơn, nó thoải mái hơn, và nó không có quá hướng ngoại ha. Mình vẫn nhận thấy được là cái người năng lượng của Queen of Wands này nè, khi mà người ta nói chuyện ấy, người ta sẽ khá là hớp hồn. Năng lượng của King of Cups này nè, khi mà người ta nói chuyện, khi mà giao tiếp á, cái người Queen of Wands này thì người ta sẽ hơi bị hớp hồn ấy, tại vì họ sẽ hiểu được là ủa tại sao trên đời này lại có một người hiểu mình như vậy, tại sao trên đời này lại có một người người ta nhìn nhìn ra được rõ cái chân tướng của mình như vậy á, kiểu như vậy ha. Và các khi mà đứng trước cái người đó các bạn sẽ hơi sợ, tại vì nếu như một người quá hướng ngoại, một người show up bản thân nhiều nhưng mà trong lòng họ nó vẫn có gì đó họ giấu lại á, thì khi mà một người mà nhìn rõ người ta như vậy á, người ta lại rất là sợ. Có thể là các bạn đi, có thể các bạn nói là từ trước đến giờ tôi không ai hiểu tôi hết á. Tôi rất là muốn tìm kiếm một người thấu hiểu tôi ha. Nhưng mình hỏi các bạn nè, các bạn đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái việc gặp người đó hay chưa? Đó mới là vấn đề. Và khi các bạn chưa có sẵn sàng, và khi các bạn sẵn sàng gặp một cái các bạn được gặp một cái người mà thấu hiểu các bạn á, thật sự cái người King of Cups này nè, mình
mình nói thật luôn á là ai họ cũng hiểu luôn á, tức là họ có một cái gì đó nó rất sâu sắc về cái mặt nhận thức cảm xúc của người đối diện, cho nên không phải là họ chỉ hiểu một mình bạn đâu nha, nhưng mà đối với bạn họ rất đặc biệt. Thì khi mà các bạn đứng đối diện với lại cái người King of Cups này, các bạn bị choáng ngợp, các bạn bị lo sợ, các bạn cảm thấy trời ơi, tại sao người ta đọc vị mình đúng như vậy, mình không có trốn tránh được người ta rồi á, kiểu như vậy á. Thì các bạn hơi lo sợ, các bạn hơi cảm thấy mơ hồ khi đứng trước người này. Các bạn cảm thấy như là họ soi chiếu hết từ trên xuống dưới của mình và mình không thể nào giấu họ được một cái điều gì cả. Có thể là một trong hai sẽ khá là yêu thích văn hóa của Trung Quốc và Nhật Bản. Cái văn hóa của Trung Quốc và Nhật Bản, hoặc là một trong hai sẽ biết tiếng Trung hoặc tiếng Nhật. Tự nhiên mình được đưa đến cái thông tin đó thôi. Và có thể là một trong hai sẽ có cái cung nước, cái cung mà mặt trăng á, cái moon sign á mọi người, sẽ là cung cự giải ha. Tự nhiên mình được đưa đến vậy thôi nha, chứ trên bài không có đâu mọi người. Rồi khi mà các bạn bị sợ trước cái người này á, thì các bạn sẽ bị đâm ra phân vân. Tại vì mình nói rồi, các bạn là Queen of Wands, các bạn có rất là nhiều người theo đuổi, thậm chí là các bạn cũng đã có một mối quan hệ cam kết rồi luôn. Đối với một số bạn nha. Hoặc là các bạn có sự cam kết với công việc gì đó đi, các bạn không muốn yêu bây giờ đi, thì khi mà đứng trước cái người này á, các bạn cảm thấy ôi sợ quá phải ba nó thôi, kiểu như vậy. Các bạn không không thể nào, mặc dù các bạn rất là chemistry với họ, các bạn cảm thấy rất là thích hứng thú với họ ha, các bạn bị codependency với họ luôn nè, nhưng mà các bạn lại rất là sợ khi tiến tới họ, vì các bạn cảm thấy cái người này, cái uy người ta lớn quá, và khi mà người ta đọc vị bản thân của mình rõ vanh vách như vậy á, liệu mình có an toàn không ấy? Tức là các bạn rất là sợ cái red flag ở trong mối quan hệ này. Các bạn chưa có tin được người này nhiều, tức là họ hiểu các bạn nhưng các bạn chưa hiểu gì về họ cả đó, kiểu như vậy ha. Cả hai á, mình nhận thấy ở đây á, cả hai chỉ mới dừng lại ở cái mức độ gọi là tán tỉnh lẫn nhau thôi, chưa có gì gọi là sâu sắc hết á. Có, dĩ nhiên là có những cái cuộc sâu sắc, nhưng mà cái mối quan hệ của hai bạn nó chưa có quá đi gọi là nó chưa có thật sự quá gọi là nói là ồ làm bạn trai bạn gái anh nha, chưa nha. Trong 6 tháng cuối năm luôn mình chưa thấy luôn, tức là nó cứ tán tỉnh, nó flirting flirting qua lại qua lại qua lại vậy đó. Và các bạn đang bắt đầu, các bạn mình nghĩ trong thời gian sắp tới bạn hoặc họ sẽ bắt đầu chọn được mình cần phải làm gì trong mối quan hệ này, bởi vì bạn hiểu được á là cái mối quan hệ này nó thật sự nó không đáng sợ như mình nghĩ, tại vì cái người này là người ta khác quá, người ta khác với những cái người mà trước mình gặp quá, và các bạn không có đọc vị được họ. Từ đó ở trong các bạn á, nó vừa kích thích cái sự muốn khám phá, nó vừa kích thích cái nỗi sợ của các bạn. Có thể các bạn thuộc cái kiểu người mà các bạn cần được gọi là bơm cái chất gọi là adrenaline đúng không? Cái chất mà kiểu như tạo sự hưng phấn và kích thích khi mà chơi bài nè, hoặc là khi mà làm những cái việc nó mạo hiểm nè. Đó, các bạn rất là thích những cái việc đó. Cho nên là ở người này nó vừa mang cho các bạn một cái năng lượng rất là thu hút, vừa mang cho các bạn một cái năng lượng nó rất là kích thích cái mong muốn chinh phục của các bạn, cái mong muốn khao khát tìm hiểu các bạn, discovery của các bạn nha. Và các bạn bắt đầu lên kế hoạch để xây dựng cái mối quan hệ với người này. Nhưng mà mình thấy cái mối quan hệ này nè, nó sẽ không có diễn ra nhanh, một phần là ở các bạn, tại vì mình thấy người này á, người ta thoải mái lắm, các bạn muốn sao người ta cũng chiều hết á. Nhưng ở các bạn á, các bạn còn bị stuck nhiều quá, cho nên á là cái giai đoạn từ đây đến 6 tháng cuối năm á, mình nghĩ các bạn bắt đầu sẽ lên kế hoạch từ từ, để các bạn bắt đầu gỡ cái sợi dây trói buộc các bạn ra, các bạn sẽ mở cái nhận thức của các bạn ra hơn. Hoặc chính cái người King of Cups này, họ sẽ là một người thầy đến với các bạn để nâng tầm cái năng lượng tâm linh trực giác của các bạn, spiritual role này, để các bạn có được một cái sự kết nối với trực giác nó sâu sắc, nó sâu dày và nó được mở rộng hơn. Với lá The Hangman ở trong bộ bài này á, mình luôn luôn nhận thấy được cái The Hangman này đang thoát á, đang đang gỡ cái chân của mình ra để chuẩn bị thoát rồi đó mọi người. Thì mình thấy là các bạn trong thời gian sắp tới sẽ có sự giải phóng trong mặt tâm trí, và ở sâu ở trong các bạn á, nó có một cái vấn đề là
bắt đầu đi vô cái sâu sâu nha. Nãy giờ nói chuyện hơi vui rồi, để mình uống miếng nước cái nào. Nếu như các bạn á, các bạn là năng lượng của Queen Wands á, nếu như các bạn đối với mọi người xung quanh á, các bạn rất là tự tin, ai nói các bạn cũng, ai ai mà gặp các bạn ai cũng sẽ nói là ồ các bạn rất là tự tin. Nhưng chỉ riêng đối với người này nha, người ta sẽ nói với các bạn là các bạn có vấn đề về sự tự tin, chắc chắn luôn. Chỉ có cái người này người ta mới nhận ra được cái vấn đề của các bạn thôi. Thật sự luôn là các bạn bị một cái vấn đề về sự tự tin và nhận thức giá trị bản thân mình. Các bạn luôn đi tìm kiếm sự công nhận. Cái sự công nhận của các bạn đó, nó không giống như các bạn chọn tuổi thứ nhất nha. Cái sự công nhận các bạn đó là các bạn luôn các bạn mình hỏi một câu này với bạn nha. Các bạn có bao giờ, trả lời thật lòng nha, các bạn có bao giờ tin vào một cái tình yêu gọi là vô điều kiện không? Tức là người ta yêu mình, người ta rất giỏi, người ta hơn mình rất nhiều, nhưng tại sao người ta yêu mình á? Có bao giờ các bạn tự hỏi gì không? Đó, tức là khi các bạn, tức là bình thường các bạn không xấu, các bạn rất tốt, các bạn rất đẹp, nhưng nếu các bạn gặp một cái người ở một cái level cao hơn, họ thành công, họ phát triển, họ xinh đẹp hơn, họ nổi tiếng hơn, họ nói là yêu với các bạn có cảm nhận được họ yêu bằng thật lòng không? Hay là bạn phải đặt câu hỏi cho bản thân các bạn là ủa người này có mục đích gì với mình không ta? Người này có lợi dụng gì mình không ta? Tại sao người này người ta lại như vậy mà người ta lại quen mình? Tại vì mình đâu có bằng họ đâu đó. Tức là cái ở trong các bạn nó có một cái gì đó về cái sự chưa nhận thức được giá trị bản thân mình. Cho nên là đôi lúc á, các bạn cảm thấy như là các bạn chỉ nên tìm những cái người mà người ta thấp hơn mình thôi, thì các bạn mới xứng đáng thôi. Còn những người mà cao hơn mình á, các bạn không có dám nhận tình cảm, tại vì các bạn sợ lỗ. Thì chính cái người này người ta đến với cuộc sống các bạn á, để người ta cho các bạn hiểu được rằng á, là bạn xứng đáng được yêu thương, bạn xứng đáng được trân trọng. Bởi vì vậy á, cho nên là có thể các bạn khi mà các bạn ở trong nhiều mối quan hệ á, các bạn bị codependency, các bạn bị phụ thuộc cảm xúc vào mối quan hệ. Những cái mối quan hệ trong quá khứ các bạn á, có thể là các bạn tức là các bạn sẽ dễ làm người ta buồn nè, hoặc là các bạn dễ bị người ta làm cho các bạn buồn nè. Các bạn không hiểu là yêu như thế nào đúng nè. Các bạn chỉ đến với nhau nó nhanh, nó vội quá rồi các bạn nghĩ là tình yêu nè, các bạn bị phụ thuộc cảm xúc vào nhau nè. Đó, các bạn chưa có sự nhận thức rõ ràng về cái mặt tâm thức tâm linh, các bạn chưa có sự kết nối sâu sắc về cái mặt tinh thần đi, thì các bạn đã vội lao vào nhau như những con thiêu thân rồi á, thì từ từ nó dần lên cái hình thành phụ thuộc cảm xúc. Chính cái người King of Cups này đến với các bạn để giúp các bạn thoát ra khỏi cái tình trạng nhận thức đánh giá sai về bản thân mình. Họ sẽ giúp các bạn định giá là bản thân mình nhiều, giúp các bạn, mình vẫn thấy người này người ta sẽ mang đến cho một các bạn một cái tình cảm mà ở đó nó là một cái sự kết nối về mặt tinh thần nhiều. Tức là giữa hai người ấy, mình vẫn thấy có khoảng cách ở đây nha. Yêu xa khá là nhiều á, nhưng mà các bạn sẽ tin tưởng lẫn nhau hơn, các bạn sẽ không bị phụ thuộc cảm xúc. Phụ thuộc cảm xúc ở đây là gì? Tức là nếu như ngày hôm đó ở trong những mối quan hệ cũ đi, mặc dù các bạn không thật sự yêu họ nhiều nha, nhưng mà nếu như, hoặc là họ đi, cái người cũ á, tức là phải nhắn tin, phải gọi điện thoại cho nhau, phải báo cáo là làm hôm nay làm cái gì. Nếu như mà lâu quá các bạn không có nhắn tin gọi điện thoại cho nhau á, thì chắc chắn sẽ có một bên bị điên tiết lên và bắt đầu tra hỏi, bắt đầu nó cãi nhau các kiểu, và các bạn rất mệt mỏi với điều đó. Không có sự tin tưởng lẫn nhau. Thì ở cái người khi ngập cấp xem nào, người ta sẽ không như vậy. Tự nhiên các bạn tin người ta, tự nhiên các bạn cảm thấy người ta rất đáng tin, người ta làm gì các bạn cũng tin hết. Và cái người khi ngập cấp xem nào, người ta sẽ không bao giờ hỏi các bạn đi đâu, làm cái gì, các bạn đã ở với ai, tại sao lâu rồi các bạn không nhắn tin cho họ không. Nếu như các bạn không nhắn tin cho họ, đúng không, họ không nhắn tin cho các bạn. Tại vì người này á, người ta có một cái boundary nó rất là rõ, và người ta có một cái sự tự tin nhất định. Người ta hiểu rằng á, nếu như các bạn đủ thích người ta, các bạn phải cho người ta tín hiệu. Còn nếu như các bạn không cho người ta tín hiệu, tức là các bạn không thích người ta. Cho nên các bạn, nếu như các bạn thích người ta mà các bạn cứ ôm cái nỗi sợ, các bạn ôm cái nỗi sợ bị phụ thuộc ấy, thì các bạn thua kèo người này nha. Nhưng mà mình nghĩ là người này sẽ không có đến mức toxic vậy đâu.
kiểu như người ta lâu lâu người ta cũng sẽ hỏi thăm các bạn á, kiểu như lâu á người ta không thấy bạn phản hồi gì với người ta đó, người ta sẽ nhắn tin hỏi thăm các bạn là ồ giờ này mày khỏe không. Nếu như các bạn bảo là các bạn không có được khỏe lắm, các bạn đang cảm thấy rất là mệt mỏi, thì có thể người này sẽ đến và cho các bạn những cái lời khuyên rất là tốt và sẽ cải thiện tinh thần của bạn lên rất là nhiều đó. Cho nên là nhiều khi á mình nhận thấy được rằng cái mối quan hệ này nè, nó không có được xét là mối quan hệ gì chính cam kết hay gì đâu nha. Tức là trong 6 tháng cuối năm này các bạn vẫn sẽ giữ một cái mối quan hệ open relationship với nhau, kiểu giống như là nó không có ràng buộc nhau, nhưng ở trong hai bạn, từ sâu trong hai bạn á, mình vẫn cảm nhận được một cái sự tin tưởng lẫn nhau ở trong mối quan hệ này. Chỉ là hơi lúc đầu á các bạn hơi sợ, cái lúc đầu á các bạn hơi bị đắn đo phân vân không biết là mình có nên nói chuyện tiếp với người này hay không, tại vì cái năng lượng người này mạnh quá. Tại sao mà mình mới gặp họ một hai lần mình lại cảm thấy mình bị lôi cuốn, mình lại cảm thấy mình bị obsessed về họ, mình cảm thấy mình bị kết nối với họ sâu như vậy á. Mình cảm thấy là tại sao trên đời này có một người ta lại hiểu mình như vậy, nhưng mà người ta lỡ xa mình như vậy nữa, liệu yêu có an toàn hay không. Các bạn bị sợ rất là nhiều và các bạn bị ám ảnh, các bạn bị mệt mỏi rất là nhiều luôn á. Nhưng mà mình cảm thấy được người này ấy, người ta không có đến mức độ như vậy đâu, người ta không có đến mức độ mà người ta chơi đùa tình cảm với các bạn đâu, chẳng qua là ở các bạn thôi, các bạn đang cảm nhận như thế nào, các bạn đang sợ gì ở người ta, thì nó đang phản chiếu cái nỗi sợ lại từ chính bên trong các bạn ấy đó. Có thể những cái mối quan hệ trước các bạn đối xử với những người cũ chưa có được tốt lắm, các bạn bỏ rơi họ hoặc là họ bỏ rơi các bạn đi, thì trong cái mối quan hệ này các bạn thấy được nó có mùi mùi giống như cái mối quan hệ cũ rồi, các bạn sợ. Nhưng mà không phải nha, tại vì cái người king of cups này cơ bản là họ không có như vậy. Rồi còn cái gì nữa không để mình mở lời khuyên các bạn luôn. Ok, lời khuyên thứ nhất, choose love. Bạn luôn luôn có được sự lựa chọn ha, cho nên là hãy chọn tình yêu. Nếu như bạn thật sự yêu người này thì bạn hãy chọn, còn nếu như bạn không yêu thì bạn có quyền từ chối, tại vì không phải là cái mối quan hệ spiritual growth hay là true love hay là karmic relationship hay là karmic love hay là twin flame soulmate là các bạn phải dính với nhau. Không, các bạn luôn luôn được có quyền lựa chọn, chọn mỗi chúng ta đều có cái free will để mà chọn lựa. Thì bài ở đây khuyên các bạn, nếu như các bạn có tình cảm cảm xúc với họ, họ giúp các bạn phát triển hơn, họ khi ở bên cạnh họ các bạn cảm thấy các bạn được là chính các bạn cảm thấy các bạn được phát triển, các bạn cảm thấy các bạn không có bị toxic, các bạn cảm thấy các bạn được yêu thương, trân trọng, các bạn được có giá trị, ý là họ không có khiến các bạn phải mất đi ánh sáng của các bạn, họ không phán xét các bạn, họ không có làm cho các bạn phải gọi là ghen tuông hay là mệt mỏi, thì đó chính là tình yêu đúng đó các bạn, đó là một cái tình yêu nó rất là đẹp đó. Cho nên là nếu như được các bạn hãy chọn tình yêu. Còn đối với một số mối quan hệ, nếu như các bạn không có tình cảm với họ, nếu như các bạn chỉ cảm thấy có một cái sự rạo rực gì đó về ngoại hình, ham muốn gì đó đối với cái người đối phương, hoặc là có thể là nhiều khi họ đẹp quá các bạn thích đó, thì các bạn cần phải lẳng lặng xem xét lại xem nó có phải là tình yêu hay không nha. Tại vì ở đây ấy, mình thấy ấy, các bạn rất là dễ bị rung động bởi cái ngoại hình, cho nên là đôi khi các bạn chọn sai người. Các bạn lầm tưởng nó là tình yêu, và khi bước vào mối quan hệ rồi các bạn mới biết được rằng nó không phải tình yêu, và khi các bạn muốn thoát thì thoát cũng không được. Cho nên là cái mối quan hệ các bạn cần bình tâm lại xem đây có phải là tình yêu không. Tình yêu nó là những cái gì đẹp đẽ và tốt đẹp dành cho các bạn. Nếu như khi mà quen một người các bạn mệt mỏi hơn, các bạn phải làm nhiều để tạo niềm tin ở họ hơn, các bạn phải phải làm cái này phải làm cái kia, hoặc là các bạn phải trau chuốt bản thân hơn, hoặc là các bạn cảm thấy nó bình thường quá, kiểu như là ồ bên nhau thì vui nhưng mà xa nhau thì nó thấy mình nó trống rỗng á, thì chắc là không phải tình yêu rồi ha. Và nếu như hai người mà quen nhau mà cùng nhau đi xuống mà cùng nhau mệt mỏi thì cái đó là không phải tình yêu rồi, cái đó là karmic relationship đó mọi người. Cho nên là hãy chọn tình yêu ha.
Rồi với lá thứ hai là look to your inner strength. Ở đây ấy là các bạn có thấy không? Các bạn bị một cái vấn đề về cái niềm tin bản thân mình rất là lớn. Cho nên là ở đây ấy, các thiên thần, các angel và các spirit guide của các bạn muốn nói với các bạn rằng là hãy nhìn vào cái sức mạnh nội tại trên bên trong của các bạn mạnh mẽ hơn các bạn tưởng rất nhiều và các bạn cần phải nhận biết được cái sức mạnh đó. Và khi ở bên cạnh người này, các bạn cảm thấy các bạn được là chính các bạn cảm thấy họ luôn cổ vũ, khuyến khích và động viên các bạn. Cái người này nè, họ nhận ra các bạn rất có tài và rất là có cơ hội để phát triển mạnh lớn mạnh về sau. Cho nên á là mình nhìn thấy cái hình ảnh này á, mình cảm thấy được là giữa bạn và họ nó có một cái sự kết nối về mặt tâm linh tinh thần rất là lớn nha. Và có thể cái người mà King of Cups này là người ta có một cái gì đó nó về trực giác nó mạnh, cả bạn cũng vậy nhưng mà bạn chưa khai phá được thôi. Và cả hai người sẽ hỗ trợ nhau rất tốt để phát triển bản thân rất tốt nha. Cả hai người cùng soi chiếu lẫn nhau, cùng soi sáng cho nhau nha. Ở đây mình thấy có một cái lá số 11 nữa, tức là 21, 11, 30, 11, 1, 1, 2 đó các bạn. Tức là một cái gì đó mang một cái mối liên hệ nó rất là spiritual luôn. Thật. Ở đây có cung sư tử nè. Cung sư tử, kim ngưu. Sư tử, kim ngưu, cự giải. Cung lửa, cung nước, cung khí cũng nhiều, có thể là song tử, thiên bình. Đó, một số cung đặc biệt thôi nha, không có cũng không sao. Có thể là giữa hai bạn, cái con life path đường đời của hai bạn sẽ là con số 3, con số 8, số 6, số 2, 112. Toàn là những số tâm linh thôi. Cho nên là người này sẽ giúp hỗ trợ các bạn phát triển tâm linh rất nhiều. Nếu như hiện tại các bạn đang bị mông lung về cuộc đời các bạn đang cảm thấy phân vân, các bạn đứng trước những cái lựa chọn, rất nhiều lựa chọn mà các bạn không biết làm gì. Nếu được, các bạn xin người này lời khuyên, người ta sẽ cho các bạn lời khuyên nhiều và nên kết nối với người này nhiều hơn. Cho dù không cần biết các bạn sẽ đi đến đâu trong mặt tình cảm, nhưng khi ở bên cạnh người này, các bạn sẽ có sự phát triển về mặt tâm linh. Và khi các bạn có sự phát triển về mặt nhận thức tâm linh tinh thần, các bạn sẽ quyết đoán hơn, các bạn sẽ biết mình cần phải làm cái gì, các bạn sẽ biết mình cần sống như thế nào. Các bạn không còn nghe theo cái tôi, các bạn không còn làm việc theo cái tôi của các bạn nữa. Và từ đó các bạn sẽ hiểu được bản giá trị bản thân mình, các bạn hiểu được mình cần phải làm gì cho đúng với cái sứ mệnh life path của mình, con số đường đời của các bạn. Và khi đó các bạn sẽ phát triển thành công hơn. Đừng có đặt nặng về mối quan hệ này nha. Các bạn đừng kiểm soát cái người đối phương nha. Tại vì cái người King of Cups là một cái người, nếu như các bạn kiểm soát được người ta, đó là do người ta để cho các bạn kiểm soát. Các bạn đừng có cố gắng kiểm soát người này nha. Còn nếu như các bạn càng kiểm soát người ta là người ta sẽ càng đi đó. Tức là người này tự nguyện để cho các bạn kiểm soát đó, người ta tạo cơ hội cho các bạn kiểm soát đó, chứ không phải là các bạn kiểm soát được người này đâu nha. Ở cái người khi ngập cấp này nè, người ta cần các bạn, người ta sẽ cho các bạn một cái tình yêu nó tốt và người ta chỉ cần các bạn á biết điều, gọi là đừng có lừa dối người ta hoặc là đừng có làm cái gì mà tào lao âm binh ấy. Không thôi là người ta đi, các bạn sẽ mất đi một cái cơ hội để phát triển tâm linh rất lớn. Và cái việc mà các bạn gặp một cái người để giúp các bạn có một cái spiritual round, nó là một cái gì đó nó rất là hy hữu để xảy ra. Cho nên là đừng có vì nông nổi của tuổi trẻ như ngày xưa mà các bạn đánh mất cái người này nha. Và cũng đừng có hy vọng nhiều quá là mình ở bên cạnh người này, mình phải commitment, mình phải cam kết, mình phải lấy nhau, mình phải là người yêu của nhau, mình phải là chồng là vợ nhau. Đừng đừng bao giờ đặt cái suy nghĩ đó vào cái mối quan hệ này nha bạn. Rồi, tiếp tục nha. Chuẩn bị chưa? Lá cuối cùng hồi nãy mình thấy nó là cái gì rồi đó. True love, thấy chưa? Nhưng mà cũng đừng vì khi mà mình coi là true love thì các bạn lại bám riết lấy người ta, các bạn sẽ bị phụ thuộc cảm xúc đó nha. Chỉ là this love is once in a lifetime. Tức là thật sự cái mối quan hệ này á, true love ở đây là cái gì? Là mối quan hệ đích thực,
Tình yêu đích thực, một tình yêu mà nó không mong cầu, nó không tính toán, cho đi, chỉ là muốn cho đi thôi, không cần đối phương phải làm việc gì cả, và một mối quan hệ rất là tâm linh. Mối quan hệ true love nó sẽ giúp hai người trong mối quan hệ phát triển mạnh mẽ hơn, chạm đến cái tầng sâu của tâm thức, cũng như là sẽ đi đúng với lại cái hành trình của cả hai hơn. Và đối với mối quan hệ true love này, các bạn không có được yêu cuồng sống vội, các bạn không có nên đốt cháy giai đoạn, hoặc các bạn không có nên làm những cái trò nó bốc đồng. Nếu như vậy á, nó sẽ rất là dễ phá hỏng mối quan hệ true love. Và như lá bài đã nói, những cái mối quan hệ vừa là true love vừa là spiritual love thì là những mối quan hệ nó rất khó xuất hiện, và khi mà nó xuất hiện, nó cần các bạn phải đủ tỉnh táo và nhận thức để nhận ra, bắt buộc một trong hai người phải có sự nhận thức rõ ràng hơn người còn lại để lead cái mối quan hệ này đi đúng theo tiến độ quá trình đó. Ok, mình sẽ xin một số cái trang giấy mình viết ngẫu nhiên á, mình viết ở trên mạng thôi, thì xin cho các bạn ha, ba bốn cái gì đó. Tình cảm với bạn chọn tụ thứ hai trong 6 tháng cuối năm. Ơi, nhiều hơn các bạn chọn thứ nhất luôn á. Tại vì tình cảm các bạn chọn thứ nhất nó hơi bị nặng á, cho nên mình cũng không muốn lấy nhiều. Các bạn thấy gì không? Sự chân thành nó là sức mạnh. Mối quan hệ này nó sẽ giúp các bạn mạnh mẽ lên rất nhiều. Và nó cũng chính là sự chân thành, nó sẽ kết nối với các bạn, kết nối hai người sâu sắc hơn. Nên chân thành đối với mối quan hệ này ha. Tình này tựa gió tuyết vô thường, khẽ động một chút đã là thương. Nó hơi sớm đó mọi người, nhưng mà kệ nó đi. Thực ra mình cũng không đến mức sớm vậy đâu, nhưng mà mình thấy nó khá hay. Kiểu như là tình này tựa gió tuyết vô thường, khẽ động một chút đã là thương. Tức là hai bạn ở hai bạn gặp nhau một phát là thương nhau liền à. Nhưng mà cũng đừng có vì như vậy mà ào ào đến với nhau ha, nó sẽ sai đó. Có thể là các bạn sống trong một cái môi trường nó khá là lạnh, tại vì tự nhiên khi mà bước vào cái năng lượng của các bạn chọn thứ hai, tự nhiên mình hơi có một cái luồng gió lạnh nó thổi ấy. Mình định nói rồi mà không biết mình nói chưa. Hay là các bạn sống ở môi trường nó hơi lạnh, nó hơi tuyết một chút xíu, nó hơi tuyết, có tuyết ớ, nó hơi lạnh và nó sẽ có tuyết kiểu như vậy. Trời ơi, ghi gì đây trời, không thấy đường luôn á. Don't be afraid of losing people. Be afraid of losing yourself by trying to please everyone. À, đừng có sợ khi mà đánh mất một người, hãy sợ khi đánh mất bản thân mình lúc mà bạn luôn cố gắng làm vừa lòng tất cả mọi người. Đây, các bạn bị một cái nỗi sợ về giá trị bản thân mình đó, cho nên là đừng có sợ khi bạn đánh mất một người nào đó, bởi vì ở trong mối quan hệ, nếu như các bạn không được là chính các bạn phải luôn cố gắng chiều chuộng đối phương, các bạn luôn cố gắng hoàn thiện bản thân mình theo đúng ý đối phương á, khi đó các bạn sẽ bị đánh mất bản thân mình, cho nên là đừng cố gắng đánh mất bản thân mình để làm vừa lòng người khác nha. Tức là các bạn cần phải phát triển bản thân mình đúng với chính cái sứ mệnh và cái linh hồn của mình mong muốn, chứ đừng vì một ai cả, đừng vì bất kỳ mối quan hệ nào cả nha. Lust is a strong need. Love is not a need. When you love, you settle down. Nothing more is needed. Thật sự luôn là bạn và họ có một cái mối quan, có một cái xúc cảm, có một cái gì đó nó rung cảm về cái việc 18 cộng nó rất là mạnh. Thì ở đây á, nó mới ghi là cái sự rung động này nè, cái sự mà thu hút lẫn nhau này nè, nó là một cái điều gọi là mạnh mẽ. Nó gọi là gì ta, phải dịch sao đúng nghĩa sao ta, cái cảm xúc cần thiết, cái cảm xúc mạnh mẽ là cần thiết, nhưng mà tình yêu thì nó không có cần cái điều đó. Khi mà
bạn yêu á, bạn khi mà bạn đã settle down cái mọi chuyện này rồi á, thì chỉ cần tình yêu thôi, chứ còn cái việc mà rung động hay xúc cảm á thì nó không có thật sự là tình yêu á. Bạn hiểu ý mình không? Tức hồi nãy trước khi mà mình nói, mình cũng có nói với các bạn á, là các bạn rất là dễ rung động, các bạn rất là dễ bị rung rinh trước một cái vẻ đẹp của một người. Thật sự cái đó nó chỉ là một cái năng lượng của cái tình dục thôi, chứ nó không phải là tình yêu đâu nha. Cho nên là các bạn cần phải xác định rõ ràng cái vấn đề đó. Đó. Ở đây có một câu là, đây cái câu này rất là hay của rapper Táo mới ghi á, là ta đâu có đề phòng từ phía những người yêu, cây đổ về nơi không có vết rìu. Nó vẫn là một cái gì đó về cái niềm tin. Tức là khi mà bạn tin tưởng ai đó, các bạn sẽ không ít khi nào đề phòng họ. Giống như là khi mà các bạn đốn cây thì cái cây nó sẽ ngã về cái hướng còn lại, chứ nó không có ngã về cái nơi có vết rìu. Những cái tổn thương của các bạn á, nó đều đến từ những người mà các bạn tin tưởng và thương yêu. Cho nên là từ đó các bạn hình thành nên trong tiềm thức của các bạn nó một cái vấn đề là các bạn thà ta tổn thương mày trước còn hơn mày làm tổn thương tao á. Các bạn bị mất đi cái sự chân thành ở trong tình yêu, và khi cái người này đến, người ta sẽ giúp bạn lấy lại được cái sự chân thành, cái niềm tin, sự tin tưởng mình dành cho người ta trước rồi cái đã, rồi người ta mới dành lại cho mình được sự tin tưởng. Còn nếu như bạn bắt đầu một mối quan hệ nó chỉ là lust nè, nó chỉ là chemistry và nó thiếu đi cái niềm tin, nó thiếu đi cái sự chân thành, thì chắc chắn bạn cái mối quan hệ đó bạn sẽ nhận lại được y chang như vậy luôn. Những vết thương kia sẽ rất đẹp, chỉ cần em vì nó mà yêu bản thân. Vẫn là năng lượng, vẫn là cái thông điệp về love yourself ha. Nếu như bạn đang lo sợ trước cái năng lượng của cái người King of Cup này á, thì các bạn nên mở lòng mình ra và đón nhận nó, vì chính cái mối quan hệ này nó sẽ giúp cho các bạn học được một cái bài học yêu bản thân sâu sắc, và ôm lấy những cái vết thương, những cái tổn thương, những cái nỗi đau từ quá khứ. Các bạn sẽ học cách chấp nhận chúng và phát triển hơn nữa, chứ không phải là chạy trốn và chôn vùi nó ha. Trời ơi. Ngay cả khi thế giới đều đang hối thúc bạn trưởng thành, tôi vẫn muốn bảo vệ những câu chuyện cổ tích trong lòng bạn. Một cái kiểu người mà người ta gặp một cái kiểu người như vậy á, khi mà người ta chưa có định giá được bản thân mình mà người ta gặp một cái kiểu người quá tốt như vậy, thường người ta sợ là đúng rồi. Cái người khi ngập cấp này nè, khi mà đến với bạn á, ví dụ gia đình đi, bạn lúc nào bạn cũng nói với bản thân các bạn là mình nhìn xung quanh mình, bạn bè đồng trang lứa, có đứa thì đi du lịch năm phương bốn bể, có đứa làm một tháng tỷ mấy 2 tỷ, rồi có đứa hả cho ba mẹ đi du lịch nước ngoài, có đứa là học thạc sĩ tiến sĩ với kỹ sư đồ. Các bạn so sánh bản thân các bạn với người khác, ngay cả chính trong gia đình, ngay cả chính các bạn luôn hối thúc bạn phải trưởng thành. Thậm chí có một cái số cái câu nói ở ngoài kia, mình kiểu như mình không có đánh giá là nó đúng hay sai, nhưng mà kiểu như là bạn phải trưởng thành sớm trước cái độ tuổi độ già đi của cha mẹ bạn á, kiểu như nó bị gọi là, tại vì mỗi người á, người ta đều có cái hành trình đi riêng của nhau. Nếu như các bạn có hành trình của bạn là một cái hành trình lớn, các bạn là một cái cây cổ thụ lớn, các bạn lớn nhanh quá thì các bạn là một cái cây cổ thụ vô ích, các bạn sẽ không có được cái đủ cái gọi là đúng là cái cây đó, thì khi mà tới cái lúc khai thác á, các bạn cũng chẳng có giúp ích gì được cho cái mục đích khai thác hết á. Cho nên là có một số người, người ta sẽ là những cái loại cây ăn trái, người ta sẽ ra cây đúng mùa. Có một số người, người ta sẽ là những cái loại cây gỗ theo mùa, những cái loại gỗ phổ biến, thì cái hành trình phát triển của người ta nó sẽ nhanh. Còn đối với những cái loại cây mà gỗ lim, gỗ trắc hay là những cái loại cây lâu năm đi, thì nó phải đúng tuổi đời, hoặc là như trầm, hoặc là như kỳ nam đi, thì những cái loại cây đó nó đâu có, nó càng già nó càng lâu năm thì nó mới càng giá trị, nó mới đủ cái tiêu chuẩn để khai thác.
Nếu các bạn hiểu ý mình. Và đừng có vì mà phải ép bản thân trưởng thành sớm để đánh mất đi cái gọi là cái trực giác của mình. Cái người này người ta sẽ luôn cổ vũ bạn, người ta sẽ luôn mang cho các bạn, người ta sẽ luôn giúp cho các bạn hiểu rằng trên thế giới này vẫn còn những điều tốt đẹp, những cái câu chuyện cổ tích hay là những cái câu chuyện tốt đẹp đó vẫn có. Chẳng qua là chúng ta lo, chúng ta chạy theo những cái vật chất quá, chúng ta không thấy thôi. Kiểu như vậy á. Thấy người này kiểu như người ta kiểu tâm lý mà người ta kiểu nhẹ nhàng nuôi dưỡng, bao bọc yêu thương kiểu như thế nào á, rất là tốt luôn á. Mà kiểu như nếu như người này mà King of Cups mà làm một người kiểu như thật sự là nếu như mà người này là mang năng lượng là người nam đi, làm giới tính nam ơi, thì nếu như mình gặp cái người này mình cũng sẽ không bao giờ để mất người ta đâu. Cho nên các bạn hãy cố gắng phát triển bản thân mình tốt khi mà gặp người này ha. Nó kiểu như món quà của vũ trụ dành cho các bạn luôn á. Tại vì thường cái người mà mang số 11, 2 nè, 3 nè, 8 nè, 6, 9 nè, những cái người đó cần phải làm những cái việc cho cộng đồng. Mà các bạn không làm việc tốt cho bản thân mình thì các bạn không thể nào làm việc cho cộng đồng được hết. Cho nên là cái người này giống như là vũ trụ gửi đến cho các bạn để các bạn học tập phát triển, để sau này các bạn giúp ích cho cộng đồng vậy đó. Trời ơi, thêm một cái lá nó y chang luôn nè. I want to see you achieve everything you've ever told me, even if I'm not there. Tôi muốn thấy bạn những cái thành công, tất cả những cái thành công của bạn, khi mà bạn ngay cả giống như là những cái điều mà bạn đã nói với tôi, những cái mong ước của bạn đã nói với tôi khi mà tôi không còn ở đó nữa. Tức là cái người này một cái mối quan hệ rất là lành mạnh luôn á, kiểu như là họ không có ghen tị khi mà bạn giỏi hơn họ, họ không hạ thấp ánh sáng của bạn xuống, họ không có sợ bạn giỏi hơn rồi bạn rời bỏ họ. Kiểu như mục đích của họ đến với bạn chỉ là mong muốn bạn được thành công và thành công thôi á. Mình cảm giác như người này người ta hiểu được cái mục đích của người ta đến với cuộc đời của bạn là cái gì luôn á. Người ta không có mong cầu, không có chấp niệm bạn phải cam kết hay gì luôn. Ok, hết rồi. Bye. Hello. Xin chào các bạn chọn tụ thứ 3, tụ của tôi. Ok. Tự nhiên trong đầu mình nó đang có một cái bài hát. Bài gì ta? Cái bài gì mà bài gì bi? I love you baby gì đó. Không biết bài đó, nhưng mà cái bài đó rất là ấy á. Tự nhiên có thể là các bạn chọn tụ thứ 3 chắc là sắp có tình yêu rồi sao, tự nhiên có bài đó giống như là gì, I love you baby and you know, gì vậy không nhớ, thôi bỏ đi mệt quá. Ok, nãy giờ chưa chào với ông ta. Sao tới tụ thứ 3 cái tự nhiên cái nó bị lộn xộn nhiều lắm nha, nó nhiều thông tin đến lắm nha. Đầu tiên là xin chào các bạn chào thứ 3. Chào mừng các bạn đã đến với trải bài ngày hôm nay. Năng lượng tình yêu của các bạn trong 6 tháng cuối năm. Vì đây là trải bài chung cho nên hy vọng các bạn đón nhận thông điệp một cách cởi mở, có chọn lọc, phù hợp với tình huống và câu chuyện của mình. Nếu như bạn nào nghe xong một hai đoạn đầu mà các bạn cảm thấy nó không phù hợp thì các bạn có thể chọn tụ khác hoặc là xem trải bài khác nha. Hôm nay mình sẽ shuffle on camera, cho nên là nếu như các bạn nào mà cảm thấy lâu, các bạn có thể skip tour nhanh tới cái phần mình lật cái bài lên á, các bạn xem luôn nha. Thì với cái, lấy bài trước đi. Cái tụ thứ 3 này á, là cái tụ lộn xộn nhất nè. Kết nối năng lượng với các bạn chọn tụ thứ 3. Năng lượng tình cảm của các bạn chọn tụ thứ 3 từ đây đến, từ trong 6 tháng cuối năm. Lúc mà kết nối năng lượng với các bạn chọn tụ thứ 3 thì tự nhiên trong đầu mình nó ra rất là nhiều nhạc luôn á. Và những cái bản nhạc nó rất là cổ nha, không phải là
kiểu như là nó không có phải là kiểu nhạc EDM hay là nhạc rock, nhạc dance hay nhạc gì đâu, kiểu như những cái nhạc rất là classic hoặc là nó rất là ballad hoặc là nó rất là tình ca luôn á, kiểu vậy. Có thể bạn hoặc cái người sắp kết nối với các bạn hoặc cái người đang đã và đang kết nối với các bạn, người ta có xu hướng, người ta thích những cái thứ nó hơi cổ cổ, nó hơi hoài niệm, đúng rồi. Ủa sao lấy năm lá trời, đáng ra là đáng ra cái bộ bài này lá gì đây, đáng ra cái bộ bài này lấy ba lá thôi. Mình nói là cái tổ thứ ba là cái tổ lúc nào nó cũng bị free á. À, với cái hình ảnh này á, lúc đầu là mình định vẽ cái hoa sen, nhưng mà khi vẽ vẽ một hai nét á thì mình lại nhớ tới cái hình ảnh của cái vị thần mặt trời á, cho của Ai Cập á, cái vị thần mà đội cái mão thần tên gì vậy, thần mặt trời của Ai Cập á, Thần ra thần mà con chim ưng á, cái con chim ra mà thần Ra hả? Ê, pause sao này. Ok, chị mình kêu stop lại, chị mình search cái bài nhạc hồi nãy, nó tên là Contact My Eyes of You. Có thể là ở đây á, tại vì cái lúc mình vẽ cái này nữa nè, nó có một cái này là cái con mắt nữa nè, thì mình cảm nhận như là có thể các bạn sẽ gặp một cái người mà người ta sẽ rất là cuốn hút vào các bạn luôn á, kiểu như là người ta sẽ không có rời mắt được các bạn á. Và người này rất là lãng mạn nha, show lãng mạn luôn. Còn về cái thần mặt trời là cái thần Ra, là cái người mà đội một cái vương miện trên đầu mà cầm cây trượng của cái biểu tượng thần mặt trời của Ai Cập á, thì là tượng trưng cho vị vua Sky Ship, King Ship, chữa lành, healing, protection là bảo vệ, và bầu trời và mặt trời, có thể là cái người mà các bạn sắp gặp, đã hoặc đang gặp trong 6 tháng cuối năm này. Kiểu như người này khá quyền lực đó nha, kiểu giống như là họ giống như The Sun vậy đó. Ví dụ mà hoặc là cái năng lượng mà kiểu như các bạn gặp họ đi, các bạn sẽ cảm thấy nó giống, nó rất là tươi trẻ, nó rất là tươi mới, và các bạn cười hoài luôn, tức là các bạn cảm thấy nó rất là ấm áp ấy. Hoặc là tự nhiên khi mà gặp họ, cái tự nhiên cái serotonin của các bạn nó tiết ra rất là nhiều, giống như là khi mà mình phơi nắng mặt trời ấy, cái hóc môn hạnh phúc của mình nó sẽ tiết ra nhiều. Bởi mình nói cái tổ thứ ba nó rất là lạ, nó kỳ lạ lắm. Thêm một cái nữa là khi mà đáng ra mình vẽ cái tủ thứ nhất á, thì mình định vẽ cái hình ảnh Twin Flame. Nhưng mà khi mà vẽ xong á, thì mình lại nhìn nó ra giống cái hình ảnh của Soulmate nhiều hơn. Thì đến tủ thứ ba mình lại muốn vẽ hoa sen, nhưng mà khi vẽ xong thì mình lại nhìn nó ra giống cái hình ảnh của cái Twin Flame nhiều hơn. Tại vì nó có cái hai cái màu, màu đen và màu đỏ nó đan vào nhau á. Và thêm cái con mắt ở đây nữa, có thể là các bạn chọn tổ thứ ba hoặc là cái người mà các bạn sắp gặp, có thể là giữa bạn và họ có một cái sự nhìn ngó về nhau qua qua mạng xã hội, hoặc là sâu sắc hơn á, là giống như là can't take my eyes off you, cũng là về con mắt nữa nè, hoặc là con mắt của bạn và họ rất là có một cái gì đó rất là đặc biệt, hoặc là rất là hút nhau, hoặc là các bạn nhìn nhau ngay thời gian đầu các bạn đã biết được họ là ai, kiểu như nó khó nói lắm. Hoặc là một trong hai có cái khả năng trực giác và tâm linh rất cao, hoặc là cả hai ha. Ở dưới cái hoa thì mình có vẽ cái ngôi sao 4 cánh, chả hiểu sao á, tính vẽ 5 cánh 6 cánh không vẽ, vẽ 4 cánh, hoa sao 4 cánh là sao vậy ta? Sao 4 cánh hả? Kiểu giống như là không biết nữa, nhưng mà nó sẽ có một cái gì đó rất là đặc biệt á. Và 4 cánh là tượng trưng cho 4 phương hả? Và ở trong cái ngôi sao đó nó lại có hình hai cái trái tim ở trong cái ngôi sao đó nữa, tức là có thể là
có thể cái tụ ba này là cái tụ mà bị nhức đầu tổng qua giờ nè. Để xem nha, kết nối năng lượng với các bạn chọn tụ thứ ba, tình cảm của các bạn ấy 6 tháng cuối năm, một bài châm kinh khủng luôn á. Sao bốn cánh là tượng trưng cho gì Bi? Nhỉ hả? Cái clover nó có 3 cánh mà nó lên tới 4 cánh. Oh. Là may mắn nhất lắm. Đó là không có thể tìm ra được clover nó đâu. Có nhiều khi thủ lắm tìm ra, nhưng mà tìm ra rồi xoắn nó hết. Đúng rồi. Chị mà nói thì nó lại là giống như là cái lá cỏ ba lá, nhưng mà khi mà các bạn tìm ra được cái lá thứ tư á, là cái loại cỏ rất là hiếm á. Kiểu như cái cuộc gặp gỡ này nó mang lại may mắn cho cả hai chẳng hạn. Cái hoa sen mà cơ bản mình muốn vẽ nó giống như là cái sự, nó hoa sen thường nó sẽ tượng trưng cho cái sự giác ngộ, nhận thức. Cái sự gì nó sâu sắc á. Để xem coi tụ ba này thú vị ha. Trời ơi, bài chân thấy ghê luôn á. Kết nối năng lượng với bạn chọn tụ thứ ba. Kết nối năng lượng với các bạn chọn tụ thứ ba. Nóng hết cả người. Có thể là các bạn chọn thứ ba sẽ một trong hai bạn sẽ mang cái cung lửa nhiều, nóng hết cái gáy luôn á, ghê thiệt. Kiểu như bạn nào mà skip qua cái đoạn này á, chắc không bao giờ nghe được đâu. Thì những gì mình cần nghe là những gì mình nên nghe, còn bạn nào mà skip tức là bạn đó không cần thiết phải nghe điều đó. Kết nối năng lượng với các bạn chọn tụ thứ ba, tình cảm, tình yêu với bạn chọn thứ ba 6 tháng cuối năm. Mình nhìn qua nhìn thấy cái hình ảnh kiểu như là có một người, người ta cái tay người ta làm rất là nhiều việc á, tức là có thể một trong hai bạn là cái kiểu gọi là workaholic á, kiểu như là thích ôm việc hoặc là thích làm nhiều việc, ôm việc lại cho bản thân mình á, thích ôm đờm hoặc là nha, có khả năng làm nhiều việc, có rất là giỏi á, tức là kiểu như là có khả năng handle hết tất cả cái mọi cái vấn đề á. Rồi để xem bắt đầu khám phá xem. Chúng ta có lá ba kiếm, nữ hoàng tiền, năm gậy, bốn gậy, pay tiền, seven sword, bốn xu, vua xu. Wow, the lover, the sun. Ôi mày, hết nổi da gà luôn nè. Trời ơi, đây cái người mình nói á, cái họ đội một cái mũ mà có cái hình giống như mặt trời ở trên đầu vậy đó, cái lá hồi nãy mình nói nè. Từ từ nha, cái năng lượng ở đây á, thôi để từ từ đi, mở hết bài đi, nói ba lá này một lá mình mở sau nè. Chemistry nè, Church nè, Romanticism nè, Soulmate, Give your relationship a chance, Flirt, Let go of control issue và Make the effort, Spiritual role nè. Thảo nào cái tụ này rất là tâm linh luôn á. Hết chỗ để bài rồi. Past love, Duyên nhìn.
Matterman và John Mayall. Ok. Wow. Tìm thấy rồi Bi. Tụ Twin Flame đây. Tụ Twin Flame là tụ số 3 đây. Thật sự á là Twin Flame á, nó các bạn đừng cố gắng gán ghép vào mình vào bất kỳ mối quan hệ nào ha, tại vì điều đó nó sẽ khiến cho các bạn bị kỳ vọng nhiều, mà kỳ vọng nhiều thì chúng ta sẽ thất vọng nhiều. Tức là ở đây chỉ có một số bạn có cái năng lượng đó thôi nha. Bởi vì cái Twin Flame khi mà gặp nhau á thì phải học rất nhiều, những cái bài học rất là lớn. Và khi mà học xong rồi á, họ phải đi giúp cho cộng đồng, giúp cho cái trái đất này. Cho nên nếu như mối quan hệ của bạn đến với nhau chỉ để yêu nhau, chỉ để phát triển xã hội bình thường thôi á, thì nó không phải là Twin Flame nha. Tức là Twin Flame nó phải làm một cái gì đó rất là lớn luôn á, mà có ích cho cộng đồng á nha. Đó là lý do tại sao mà ba kiếm xuất hiện rất là nhiều. Vì sao mình nói năng lượng Twin Flame ở đây? Thứ nhất ấy là nó có cái năng lượng của The Lover. Thứ hai là bốn gậy nữa, nó ra rất là chắc chắn, chắc cú luôn. Ở đây thêm một cái nguồn năng lượng của The Sun. Hồi nãy mình nói là khi gặp người này các bạn sẽ cảm thấy nó rất là dễ chịu nha. Và spiritual role nó sự phát triển mặt tâm linh. Thêm một cái lá mà mình nói là tại sao nó là Twin Flame, đó chính là lá này. As if your partner is here. Tức là khi mà các bạn gặp Twin Flame của mình, khi mà các bạn gặp cái người này, các bạn có sự kết nối với họ về mặt vật lý 3D, hoặc là các bạn chưa gặp nha, thì các bạn luôn sẽ có cái cảm giác giống như là họ sẽ đã ở bên cạnh mình rồi đó. Và cái người kia cũng vậy. Và ở hai bạn nó có một cái sự tin tưởng tuyệt đối lẫn nhau luôn. Kiểu như ở hai bạn sẽ không bao giờ giấu giếm nhau bất kỳ cái gì á. Bởi vì á, cơ bản linh hồn song sinh là một. Và khi mà nó xuống trái đất này để làm nhiệm vụ á, thì nó phải tách ra. Bởi vì một cái cơ thể vật lý của chúng ta không có đủ để chứa được một cái linh hồn lớn như vậy, cho nên phải tách ra. Và khi các bạn đối diện với họ, họ là phản chiếu của bạn và bạn cũng là phản chiếu của họ. Đó là do tại sao mà khi các bạn nhìn thấy họ là các bạn như nhìn thấy mình ở trong đó. Và các bạn sẽ cảm thấy họ rất là gần gũi, giống như là các bạn được trở về nhà của chính mình vậy đó. Và các bạn cảm thấy ở họ nó có một cái gì đó nó rất khiến các bạn muốn phải bảo vệ, muốn các bạn che chở. Và ngay cả họ cũng vậy, mặc dù là hai người xa lạ với nhau nha, nó giống như là một gia đình ấy, vì thật sự là các bạn là một mà. Rồi, còn đối với một số bạn á, thì cái mối quan hệ đến với các bạn, nếu như các bạn không phải là Twin Flame nha, thì một số bạn, cái mối quan hệ mà đến với các bạn này, nó là một mối quan hệ giúp các bạn phát triển tâm linh sâu dày, để các bạn nhận thức ra được bản thân mình, cũng như là các bạn làm dùng cái sự phát triển tâm linh đó của mình á để đi giúp đỡ nhiều người khác nữa. Ở đây á mình thấy nó hai năng lượng, là một người sẽ mang một năng lượng nó trẻ hơn, nó trẻ trung hơn, nó trẻ tuổi hơn, còn một năng lượng nó sẽ trưởng thành chững chạc hơn và có nhiều kinh nghiệm hơn ha. Ba kiếm ở cả hai người nha, đều đã trải qua những cái nỗi đau, những cái tổn thương nó na ná nhau ở trong quá khứ. Cả hai người đều, cả hai bạn trong mối quan hệ ở những mối quan hệ cũ ấy, thì cả hai kiểu như là cái tụ hai với tụ ba này yêu nhau thì sao ta, bài nó giống bài giống nhau. Kiểu giống như là các bạn buộc phải trải qua những cái bài học, những cái nỗi đau đó để đúng người đúng thời điểm á, các bạn gặp nhau, các bạn gặp được đúng cái người đó. Có thể là khi mà bạn gặp họ là khi mà các bạn đang cảm thấy mình bình ổn nhất, mình hài lòng với cuộc sống mình nhất, với năng lượng Queen of Pentacles, tức là cái năng lượng của một người rất là tự tin vào bản thân mình, nhưng mà kiểu như người ta không có quá show off ra. Cái kiểu người này, cái kiểu người hơi sống low key một chút xíu, hơi sống ẩn dật, hơi sống nó không có kiểu như chia sẻ cái gì lên mạng xã hội, hoặc là chia sẻ ra với người ngoài á. Cái gì cần chia sẻ thì họ sẽ chia sẻ, còn họ sẽ tỏ ra một cái năng lượng nó khá là thần bí. Ở đây nó cũng mang hai nguồn năng lượng của Queen of Pentacles và Page of Pentacles nữa. Tức
Tức là một người vẫn mang năng lượng lớn tuổi hơn, một người vẫn mang năng lượng nhỏ tuổi hơn ha. Ở đây là cái người mà mang năng lượng lớn tuổi hơn ấy, có thể người ta đã trải qua cái nỗi đau đó nhiều rồi, và khi người ta đối diện với cái nỗi đau đó, người ta bình tâm, người ta lặng 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 lặng, người ta kiểu như là rất là, nói như là không có mảy may gì hết đó. Người ta đối diện nó một cách nó rất là dễ chịu luôn á. Và khi mà người ta đến với cái người mà Page of Pentacles này á, thì người ta sẽ nó gọi là sao ta, nó hơi trigger cái người Page of Pentacles một chút xíu. Tại vì cái người Page of Pentacles á, người ta sẽ thấy được rằng á, bản thân của họ ở trong cái người kia mà, hoặc là cái người này người ta cũng ảnh hưởng bởi người này, tức là hai người này sẽ có sự soi chiếu lẫn nhau. Thì mới đầu gặp á, các bạn sẽ khá là tự nhiên gặp về nha, các bạn sẽ cảm thấy khá là tổn thương, các bạn sẽ cảm thấy cái mối quan hệ này nó sao mà nó khiến cho mình cảm giác khó chịu như vậy, và nó các bạn sẽ cảm giác giống như là mình thật sự mình không muốn tiếp tục với mối quan hệ này, bởi vì mình cảm thấy không được thoải mái, mình cảm thấy mối quan hệ này nó đầy red flag luôn, nó đầy những cái tín hiệu đỏ luôn. Và nó thật sự nếu như tức là khi mà các bạn gặp cái người kia, giống như là các bạn gặp lại cái nỗi đau của mình, các bạn gặp lại những cái gì mà nó không an toàn trong chính bản thân mình á, các bạn sẽ hơi phân vân trong khoảng thời gian đầu. Có thể là mối quan hệ này mối quan hệ on off nha, tại vì bài nó lên không có đẹp một chút xíu nào hết á, nó rất là thất thường luôn á. Nhưng sau cái khoảng thời gian đó, khi mà các bạn có được sự thấu hiểu nhiều, các bạn có được cái vấn đề, các bạn chịu giải quyết, các bạn chịu mở mắt ra, các bạn giải quyết. Tức là hai người này nếu như các bạn nhìn rõ ấy, là kiểu người một người thì thu mình lại và nhìn xuống, còn một người thì cũng nhìn xuống nè. Tức là ở hai người á, không có cái sự đón nhận ngay từ thời gian ban đầu, kiểu như cả ở cả hai á, mặc dù ngay từ ban đầu nó đều xuất phát là có chemistry với nhau nè, có romanticism với nhau nè, nhưng mà các bạn kiểu hơi bị sợ, chẳng qua là cái mối quan hệ nó hơi bị làm cho nhau, tức là không phải là cố tình nha. Có thể là những cái gì họ kể, các bạn tự soi lại chính mình và các bạn cảm thấy chính các bạn có vấn đề và các bạn tự buồn. Hoặc là những cái câu nói mà các bạn nói ra với họ, không phải là các bạn nói những cái câu khiến họ tổn thương, mà là khi họ nghiệm lại những cái câu đó, họ cảm thấy được rằng mình cần phải thay đổi. Thì chính cái điều đó nó cũng có gọi là cái chuyện mà nó trigger lẫn nhau lên. Và có thể như là mối quan hệ này các bạn đang không có kết nối với nhau á, tại vì ở đây nó có một cái lá là give your relationship a chance, tức là hãy cho mối quan hệ này một cơ hội để phát triển, và buông bỏ đi sự kiểm soát đi. Tức là khi mà các bạn đứng trước một mối quan hệ như thế này á, nỗi sợ là cái việc không thể thiếu rồi. Bài khó giải. Tuy nhiên mình thấy nha. Tuy nhiên mình thấy khi mà hai người im lặng như vậy, khi mà hai người im lặng như vậy, khi mà hai người không có kết nối với nhau, nhưng ở cả hai đều có cái sự gọi là hướng về nhau, cũng như là theo dõi lẫn nhau trong mối quan hệ. Cả hai người vẫn có một cái gì đó nó quan sát lẫn nhau để đánh giá là mối quan hệ này. Và mình nhận thấy được rằng á, có cái người mà năng lượng cả hai người này nè đều đều mang một cái nguồn năng lượng gọi là muốn bảo vệ đối phương, muốn có một cái nền tảng tốt nhất để bảo vệ đối phương. Nhưng mà hiện tại chỉ là mới bốn tiền thôi, cho nên là cái quá trình để mà xây dựng vật chất để mà bảo vệ đối phương á, nó vẫn sẽ còn tiếp tục diễn ra trong tương lai rất là dài. Hoặc trong cả hai đều có những cái mong cầu gì đó về phát triển về cái mặt vật chất, cũng như là phát triển về cái mặt xã hội, danh vọng địa vị xã hội cao. Tức là cả hai người đều có sự tham vọng rất lớn nha. Tại vì vốn dĩ là người này vẫn còn có thể phát triển lên thành những cái bà nữ hoàng khác, hoặc là Empress hoặc là Emperor, ngay cả cái người này cũng sẽ có cơ hội để phát triển lên cao. Giữa hai bạn sẽ có một cái sự khác nhau rất lớn. Cái khác nhau ở đây á, thứ nhất là khác nhau về mặt niềm tin và tôn giáo. Nhưng những cái khác nhau này nó sẽ không làm cho các bạn khó chịu, tức là nó không có phải như kiểu các bạn chọn tổ thứ nhất. Nếu như các bạn nghe các bạn sẽ biết, các bạn chọn thứ nhất á, nó khác nhau nó sẽ làm cho các bạn ấy rất là khó chịu. Nhưng ở hai bạn á, khi mà các bạn đứng trước cái sự khác nhau này, các bạn có cái sự lắng nghe và cảm nhận, bởi vì
tính chất của các bạn là giống nhau, tính chất của các bạn là đều là đất, đều là những cái người mà chịu lắng nghe, chịu chấp nhận, chịu học hỏi và chịu phấn đấu. Các bạn không có phải như năng lượng nước với lại lửa, hoặc là những cái nguồn năng lượng như tụ hai đi, nó sẽ hơi bị choảng nhau. Các bạn có một cái gì đó nó rất khác và có một cái gì đó nó rất là giống. Cơ bản á, là mình nói một số bạn ở đây mang một cái năng lượng nó khá là twin flame đó, cho nên là các bạn sẽ cảm nhận nó một cái gì đó nó rất là kỳ lạ khi ở trong mối quan hệ này. Ngoài ra thì với cái lá mà lover á, có thể là ngoại hình của một trong hai nó sẽ, hoặc là cả hai luôn, sẽ không phải là hình mẫu của nhau nha. Tại vì cái lá này nó làm cho mình nhớ câu chuyện mà The Beauty and the Beast, The Beauty and the Beast là người đẹp và quái vật. Kiểu tức là cái mối quan hệ này gọi là sao ta? Thôi không nói đâu. Mình vẫn cảm thấy được ở cả hai người sau này sẽ là một cái cặp đôi gọi là power, gọi là cặp đôi quyền lực á. Tại vì có cái người, cả hai người này á, một người là một công chúa nè, còn người kia là một người hoàng vua nè, đều là trong cái hoàng gia nè. King Capen cũng là một cái người rất là ổn định nè đó, và thêm cả lá đờ xanh nữa, là một cái vị thần rất là mạnh mẽ nữa. Khi mà bạn gặp người này á, bạn và cả họ đều muốn bảo vệ và che chở và healing lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau để phát triển. Nhưng mà cơ bản á, cả hai, một trong hai, cái người mà nhỏ tuổi hơn, người ta bị ôm cái nỗi sợ nhiều, người ta bị không có chắc chắn mình đang biết cái gì, tại vì người ta chỉ mới là page thôi, và người ta cảm thấy được rằng á, khi mà đứng trước người kia, người ta có những cái trạng thái cảm xúc nó rất mạnh mẽ, cho nên người ta lại sợ bị sai một lần nữa. Người ta sợ người ta sẽ làm sai. Cái mối quan hệ của các bạn á, nó rất là hợp với nhau, nói chuyện rất là hợp nha. Nó như những cái cuộc nói chuyện đơn thuần bình thường thôi, tại vì có cái lá soulmate ở đó. Rất là hợp. Cũng sẽ diễn ra những cái sự tán tỉnh, cũng sẽ diễn ra những cái sự gọi là tán tỉnh lẫn nhau. Nhưng mà nó kiểu nó on off on off á, cho nên là nếu như một cả hai cho nhau một cơ hội đi, một trong hai buông bỏ cái sự kiểm soát và chấp nhận cái tình huống này nó diễn ra một cách tự nhiên, mình không có can thiệp vào ấy, thì có thể là mối quan hệ này á, một trong hai người chủ động hơn á, sẽ tiến về phía trước và bắt đầu chăm sóc và yêu thương lẫn nhau. Tức là cả hai đều có một cái năng lượng rất là chăm sóc và yêu thương lẫn nhau. Mặc dù cái tụ ba này, cái tụ lấy nhiều bài nhất, nhưng mà cái thông điệp nói đi nói lại thì nó vẫn là như vậy thôi, nó không có quá nhiều như tụ hai với tụ một. Tụ hai là tụ dài nhất. Đây, ở đây á, với cái lá truth này á, có thể một trong hai đến với cuộc đời người kia á, là để khai mở cái luân xa tim này, để khai mở cái lòng tin ở trong nhau, để gọi là hỗ trợ nhau trên cái hành trình chữa lành. Chữa lành không phải là mình quên đi cái nỗi đau của mình, không phải là mình xóa bỏ đi những cái tàn tích, những cái dấu ấn không đẹp trong quá khứ, mà chữa lành là chúng ta ôm lấy cái nỗi đau đó và sống chung với cái nỗi đau đó bằng cái trạng thái cảm xúc nó cân bằng và đẹp nhất. Thì khi mà chúng ta làm được điều đó, chúng ta sẽ khai mở được cái luân xa tim. Nếu như chúng ta bị stuck ngay cái luân xa tim thì cái luân xa cổ họng của chúng ta nó cũng sẽ bị stuck, và khi luân xa cổ họng nó stuck, nó nghẽn, nó cũng sẽ nghẽn luôn cái luân xa con mắt thứ ba. Và khi con mắt thứ ba, luân xa con mắt thứ ba nó stuck thì nó sẽ stuck luôn cái crown chakra, là cái luân xa vương miện. Cơ bản á, là twin flame và những cái mối quan hệ này khi mà đến với nhau á, từ đây mà bị stuck là rất nguy hiểm. Các bạn sẽ không thể đi đúng hành trình của các bạn được. Các bạn sẽ không thể làm việc vì cộng đồng được, bởi vì các bạn bị ba kiếm, các bạn đang bị tổn thương cái luân xa tim rất nặng nề. Cho nên cái việc gặp cái người kia là cái việc rất cần thiết ở trong mối quan hệ này, để cả hai cùng định giá lại giá trị bản thân của mình. Mình nhận thấy là cả hai đều cần phải sử dụng tới cái luân xa cổ họng rất là nhiều. Có thể cả hai sẽ là người có, sau này sẽ là người đi có tiếng nói trong cộng đồng nè, hoặc là làm việc mà sử dụng cái cổ họng nhiều, giọng nói nhiều. Thì nếu như luân xa tim tắc nghẽn thì luân xa cổ họng ấy, nếu như muốn nói thì sẽ không nói được, hoặc chỉ nói ra những lời mà nó khiến người khác đau thương mà tổn thương thôi.
Và khi mà các bạn được thông suốt cái luân xa của họng rồi thì mới khai mở được con mắt thứ ba. Luân xa con mắt thứ ba là luân xa về trực giác, luân xa về tâm linh. Cái spiritual road của các bạn được nâng cấp lên, thì khi đó các bạn mới hiểu được, mới mở ra nhiều cái vấn đề. Các bạn mới, cái tụ này có thể là các bạn sẽ không cần biết quá nhiều, bởi vì các bạn đã biết hết rồi á, cho nên mình cũng không cần thiết phải nói nhiều nữa, kiểu như vậy á. Và chỉ có như vậy á thì các bạn mới định giá được bản thân của mình, các bạn mới tự tin hơn với bản thân của mình, và các bạn mới đi đúng cái lộ trình, đi đúng cái hợp đồng mà các bạn đã ký kết cùng nhau khi xuống dưới này ha. Với cái Love Past Love ở đây á thì có thể một trong hai hoặc cả hai sợ là cái mối quan hệ của mình nó sẽ hư, nó sẽ không có được phát triển, nó sẽ hư như là cái mối quan hệ cũ. Hai á là cái mối quan hệ này á nó sẽ on off nhiều lần, thì nó là người cũ xong mới thành người mới, xong thành người cũ xong thành người mới đó, cho nên là các bạn sẽ cảm thấy khá là mệt mỏi khi ở trong mối quan hệ này. Ở đây có một cái năng lượng là very soon. Nếu như nha, các bạn đã gặp nhau rồi, nếu như các bạn đang ở trong trạng thái on off rồi và các bạn đã cảm thấy là mình không có muốn kết nối với người này nữa, tại vì người này người ta làm mình mất thời gian và mình sợ là chắc người này là người ta không phải là người đúng với mình á, chắc nhiều khi mình hơi bị chấp niệm á, thì sẽ sớm thôi bạn sẽ nhận được một câu trả lời. Có thể là các bạn sẽ biết được thật sự mối quan hệ này là gì. Có thể là các bạn sẽ rời đi, hoặc là có thể các bạn sẽ chờ họ, hoặc là họ sẽ chủ động với các bạn hơn, kiểu như vậy đó. Thì sớm thôi cái mối quan hệ này các bạn sẽ biết được cái đây empathy, sự đồng điệu, sự đồng cảm giữa cả hai người, nó luôn có một cái gì đó nó thấu hiểu lẫn nhau ấy. Nhưng mà kiểu như chúng ta dùng cái tôi, chúng ta dùng cái nỗi đau, trời ơi soulmate chỗ này mọi người, chúng ta dùng cái tổn thương, chúng ta dùng cái nỗi đau để nói chuyện với nhau, để giao tiếp với nhau nhiều á, cho nên là chúng ta sợ cái mối quan hệ này nó sẽ diễn ra rất là chậm nha. Nếu như bạn nào muốn nhanh, nếu như bạn nào quá đặt nặng một cái vấn đề gọi là năm nay mình phải lấy chồng, năm nay mình phải lấy vợ ấy, hoặc là 3 năm sau mình phải lấy chồng lấy vợ, hoặc là mình phải ổn định này đấy kia, thì không có chuyện đó xảy ra nha. Cái mối quan hệ này các bạn cần phải xây dựng bản thân trước cái đã. Cơ bản là một trong hai đang rất tốt rồi, nhưng cái phiên bản tốt hơn các bạn á, các bạn chưa có vươn tới được. Với lá đờ xanh á, mình nhận thấy được rằng á, sắp tới nó sẽ mở ra rất là nhiều cái sự khởi đầu mới của cả hai người trong mối quan hệ, trong cuộc sống, trong công việc, trong tiền bạc, trong hành trình luôn nha. Nó sẽ mở ra rất là rộng, rất là lớn. Chỉ khi mà các bạn buông bỏ cái tôi, buông bỏ sự kiểm soát, các bạn chịu lắng nghe trái tim và ôm ấp bản thân mình. Một trong hai người, nếu như người nào có cái sự thức tỉnh tâm linh rồi, nếu như người nào có cái sự nhận thức cao hơn rồi, thì nên chờ đợi người kia để người ta tự chữa lành. Mình chỉ giúp đỡ người ta nếu như người ta cần thôi, chứ mình không có làm việc đó giúp người ta. Và mình phải để cho người ta tự làm cái vấn đề đó, tự tự chữa lành bản thân người ta. Tại vì nếu như cái người này, cái mối quan hệ twin flame đi, hoặc là bất kỳ mối quan hệ nào, chỉ là đặc biệt là mối quan hệ về twin flame, nếu như các bạn vẫn còn tổn thương, vẫn còn nỗi đau mà đến với nhau á, thì sẽ gây ra những cái trạng thái làm đau khổ nhau, mà kiểu giống như là kéo nhau xuống và rất là tệ hại luôn á. Bốn ba năm bốn bốn bảy năm bốn bảy 19, 8. Ở đây mình thấy có một nguồn năng lượng là con số 3. Số 3 rất là nhiều nha. Số 3, 22, 3, 8. Có thể là những cái 4, 4, 4, 8. 4, 4, 8.
ba ba sáu bảy bảy nhiều, bảy nhiều nha, 19, 8 nhiều, những con số rất là nặng về cái life path đó. Tức là nếu như các bạn không có sống đúng với cái life path của mình thì cuộc đời của các bạn nó sẽ thành một cái mớ hỗn độn. Người này đến là một cái sự phát triển rất cần thiết dành cho các bạn chọn tụ thứ ba. Ok, để mình lấy cái này trước cho các bạn, rồi mình sẽ lấy thêm một bộ bài để xin các bạn lời khuyên nha. Tại vì cái tụ này không cần thiết phải biết quá nhiều diễn biến đâu. Thật sự cái diễn biến trong tương lai là giúp nhau phát triển bản thân thôi, chứ nó chẳng có cái diễn biến gì nó quan trọng xảy ra hết. Và nếu như các bạn làm đúng cái đó đó thì mới thấy được cái diễn biến tiếp theo. Còn nếu như tới cái khúc mà các bạn thấy người đó quá phiền thì các bạn không có chấp nhận nữa, các bạn bỏ cuộc á, các bạn không ấy á, thì nó sẽ không diễn ra. Ở đây nó có một cái lời khuyên, đó là hãy hành động như thể cái partner của các bạn vẫn đang ở kế bên các bạn đó. Cho nên ở đây á, mình nghĩ á, là các bạn hãy yêu thương bản thân mình, hãy sống giống như là hãy sống và làm việc như thể người ta đang ở bên cạnh các bạn. Có thể là trong thời gian sắp tới các bạn có một số bạn sẽ chưa gặp được cái nguồn năng lượng này, nhưng các bạn sẽ cảm thấy họ đã xuất hiện ở đâu đó ở trong cái nguồn năng lượng của mình rồi, và tự nhiên các bạn sẽ cảm thấy bạn yêu đời hơn. Các bạn sẽ cảm thấy như các bạn có tình yêu hơn. Ở đây vẫn là nguồn số năng lượng số 8 đó nè mọi người, 17 8 nè. 48 là 12 12 3 này, ở đây số 4 đó nè. Rất là nhiều luôn. Thì những cái số rất là tâm linh và cái hành trình của họ cần phải phát triển rất là mạnh, rất là lớn thì mới mới ổn á. Các bạn kiểu như đừng có kiểu như là ôi tôi ế quá tôi không có ai hay gì, các bạn hãy tự tin, các bạn sẽ yêu bản thân các bạn hơn, các bạn cứ yêu đời đi. Thì ở cái nguồn năng lượng các bạn, khi mà các bạn làm như vậy á, ở bên kia á, họ cũng sẽ cảm nhận được nguồn năng lượng đó và họ cũng sẽ làm được cái điều đó. Khi mà các bạn ổn định được về cái phần tinh thần thì các bạn mới làm đúng được cái sứ mệnh của mình, các bạn mới không có bị buông thả bản thân, các bạn mới không có đi tìm kiếm những cái sự thỏa mãn tạm thời như là chơi game quá nhiều, xem phim quá nhiều, hoặc là đi tìm kiếm những cái mối quan hệ nó không đi đến đâu cả, hoặc là lao vào những cái cuộc vui đi chơi quá nhiều á. Đó, các bạn sẽ không có sống đúng với là chính mình đó. Khi mà các bạn hiểu được là họ vẫn ở bên cạnh mình, họ vẫn yêu thương trân trọng mình đó, khi mà các bạn có nguồn năng lượng đó thì các bạn sẽ yên tâm hơn, các bạn sẽ có niềm tin với họ hơn. Nói chung là nó mối quan hệ này á, nếu như nó diễn ra đúng theo những các bạn biết yêu thương bản thân rồi, các bạn hiểu được các bạn là duy nhất, các bạn là rất là đặc biệt á, các bạn có thể làm bất kỳ cái gì các bạn muốn á, thì cái mối quan hệ này nó sẽ diễn ra theo cái hơi hướng nó rất là lãng mạn, nồng cháy, rất là đẹp. Và có thể cái mối quan hệ này nó sẽ thu hút rất là nhiều, nó sẽ truyền cảm hứng cho rất là nhiều cặp đôi, hoặc là nó sẽ là cảm hứng cho một cái lối sống nó tốt, cho gọi là sao ta, tức là các bạn sẽ truyền cảm hứng để cho những người xung quanh người ta thấy được một tình yêu đẹp. Giống như là bây giờ các bạn lên mạng các bạn thấy đi, hôm thì cặp này chia tay, hôm thì cặp kia ngoại tình, hôm thì cặp kia hả ly hôn, các bạn bị mất dần cái niềm tin vào tình yêu á. Thì nếu như các bạn với người này kết nối với nhau mà yêu nhau bằng một cái tình yêu nó chân thành chân thật và nó không phán xét lẫn nhau á, thì các bạn sẽ tạo ra cho những cái cộng đồng các bạn thấy được rằng thì ra là trên thế giới này nó vẫn còn một cái tình yêu đẹp như vậy á, yêu thương và tin tưởng tôn trọng lẫn nhau và giúp nhau phát triển á. Ở đây các bạn có thể thấy con unicorn ha, hình ảnh con unicorn và con bướm, con công nữa, những cái con vật nó rất là đẹp, nó rất là quyền lực và nó rất là tỏa sáng. Cặp ngỗng, cặp thiên nga nữa nè, là cặp thiên nga là kiểu cặp đôi rất là chung thủy, chân và một trong hai con nếu mà mất đi thì con kia nó sẽ đi theo đó, kiểu như vậy. Một kết nối nó mang chất tính chất rất là tâm linh, tập tụ rất là đặc biệt. Thêm Demonstrate Love nha, hãy tìm ra cái gì là quan trọng và cần thiết cho tình yêu của bạn và hãy hành động vì nó. Có thể nha,
nếu như cái mối quan hệ này nè mà sau này nha, nó có thể là mối quan hệ phát triển kiểu như là, tại vì ở đây các bạn có thể nhìn thấy cái hình ảnh của thiên nhiên á rất là nhiều luôn á, kiểu như là bảo vệ thiên nhiên nè, hoặc là bảo vệ môi trường nè, hoặc là bảo vệ thú, gọi là thú á, kiểu như là bảo vệ những cái loài thú á, thú quý hiếm, hoặc là bảo vệ phụ nữ và trẻ em á, tại vì ở đây trẻ em rất là nhiều nè, nhân quyền rồi như này nọ đó. Ok, xin thêm lời khuyên cho các bạn cần phải làm gì ở thời điểm này. Kết nối năng lượng với các bạn chọn tuổi thứ ba. Có thể là cái người mà các bạn sắp kết nối, có thể là cả hai bạn đều biết nấu ăn, đều biết chăm sóc cho nhau hết á. Ở đây cái hình ảnh chemistry nè, cùng nhau nấu ăn nè, cùng nhau làm những cái việc nó rất là đơn giản và nó rất là bình thường luôn á, nhưng mà chính những cái việc đó nó mới là những cái việc kết nối cái mối quan hệ lại với nhau. Các có thể là các bạn sẽ có những cái thú vui nó rất là khác những cặp đôi khác. Thí dụ những cặp đôi khác người ta thích đi du lịch xa hạng xa, người ta thích đi check in những cái nơi nó sang trọng, nó nhiều tiền, hoặc là nó những cái nơi mà nó đẹp, nó được xây dựng bằng các con người đi, thì các bạn lại thích những cái nơi mà nó được thiên nhiên xây dựng hơn. Các bạn thích đi ra ngoài nhiều hơn, các bạn yêu thiên nhiên, cũng giống như là cái kiểu giống như là cái chỗ mà các bạn đi nó rất là bình dị luôn á, nó không, nhưng mà nó rất là đẹp kiểu như vậy á. Các kiểu như là tại vì thật sự các bạn đừng nghĩ điều này là bình thường nha, tại vì có một đứa bạn của mình á, nó nói á, là hồi xưa mình cũng nghĩ là hai người mà đi chơi với nhau nó rất là bình thường mà, tức là một người thích thì một người đi thôi, nhưng mà mình có đứa bạn nó kêu là nó rất là thích đi ra thiên nhiên, nó rất là thích đi ra biển, ra hồ, đi đến những cái nơi mà nó có nhiều cây á, nhưng mà mỗi lần nó muốn đi á thì bạn trai của nó lại lại không muốn đi, bạn trai nó lại bảo là bạn trai nó chỉ thích đi ngồi quán cà phê và ngồi chơi game thôi á. Cho nên là ở cả hai nó cũng có sự empathy á, tức là một cái sự thấu cảm và thấu hiểu lẫn nhau á, và cả hai cùng, tức là cả hai bạn là một mà, cho nên cả hai bạn rất là có những cái đặc điểm nó rất là giống nhau. Mặc dù ngoại hình của các bạn nó sẽ hơi khác khác nhau thôi, nhưng mà nó không có cân xứng với nhau so với con mắt của người đời thôi, chứ cái tâm hồn của hai bạn là một. Đó, cho nên các bạn sẽ yêu thích những cái nó gì đó nó thuộc về thiên nhiên nhiều và nó giống nhau nhiều, chứ không phải là một người thích cái này, một người thích cái kia, hoặc là một người nói thì một người nghe, và trân trọng lẫn nhau, không có phán xét nhau. Cũng giống như là tuy mà hai bạn ở xa nhưng mà kiểu như là các bạn không kiểm soát nhau á, với năng lượng empathy nè. Đó, nó giống giống tụ số 1 ấy. Các bạn sẽ không có sự kiểm soát nhau. Kết nối năng lượng với các bạn chọn tụ thứ ba. Hai lời khuyên nữa dành cho các bạn ấy về vấn đề này. Lời khuyên: don't let your past hold you back. Sao nốt, sao nốt giống như là cái biểu tượng mà dành cho là mục đích của các bạn trong kiếp sống này, hoặc là các họ, hoặc là mối liên kết của các bạn trong kiếp sống này, nó rất hợp với cái lá diêu nhìn. Cơ bản á là, thôi không nói.
Don't let your past hold you back, tức là ở hai bạn đều có những cái quá khứ nó rất là dữ dội á, cho nên là các bạn sợ mình bị tổn thương như ở quá khứ, và các bạn có nhiều người người ta lại quá chấp niệm với những cái mối quan hệ trong quá khứ, cái làm cho họ không thể mở lòng ra được nữa. Thì các bạn đừng có để những cái gì ở trong quá khứ nó giữ các bạn lại. Thời điểm này là các bạn nên thả lỏng sự kiểm soát của mình ra ha, bạn và họ nữa đó. Nếu như có cơ hội thì bạn và họ nên cùng nghe trải bài này ha. Tại vì nếu như mình cảm nhận, nếu như mà bạn gửi cái này qua cho họ thì họ vẫn sẽ lắng nghe kiểu như vậy á. Không không hiểu, tự nhiên nó có một cái thông điệp nó đến thôi. A win-win outcome is forest card nè. Forest card nè. Mối quan hệ này là mối hệ win-win, cả hai cùng cùng tiến và cả cùng cân bằng, rất là temperance luôn. Không có phải là mối quan hệ mà mày cho tao 3 đồng thì tao phải trả lại mày 3 đồng, không phải. Cái mối quan hệ win-win là mối quan hệ nó rất là hài hòa, nó rất là hỗ trợ lẫn nhau ấy. Expect powerful change. Sắp tới mình vẫn nhận thấy nó không có cho lời khuyên nha, nhưng mà mình vẫn nhận thấy sắp tới nó cũng sẽ sự thay đổi gì đó rất là mạnh mẽ. Trong giai đoạn new moon, hoặc là nếu như sắp tới eclipse là nguyệt thực hả ta? Eclipse là nguyệt thực, trong giai đoạn nguyệt thực new moon đi thì chắc chắn sẽ có một cái gì đó nó rất mạnh mẽ, nó sẽ diễn ra giữa mối quan hệ giữa hai người. Ở đây mình cũng thấy có mặt trăng nữa nè. Mối quan hệ này hết sức tâm linh luôn nha, vừa mặt trăng vừa mặt trời nữa. Adjustment are required. Nó cũng lặp lại cái ý hồi nãy giờ là hãy thay đổi thôi à. Hãy thay đổi bản thân mình. Kiểu như là nếu như bạn thay đổi thì người kia sẽ thay đổi, kiểu như vậy á. Tức là cả hai bạn nó có một cái sự gì đó trao đổi năng lượng qua lại lẫn nhau á. Cho nên là nếu như các bạn thay đổi thì họ cũng sẽ thay đổi, kiểu như vậy á. Nếu như bạn đang nghĩ gì thì họ cũng sẽ nghĩ đó. Hoặc là nếu như các bạn đang nghĩ đến họ sẽ nghĩ đến bạn, kiểu như vậy. Nó một cái gì nó rất là tương xứng, đối xứng với nhau. Và khó nói với anh, tàng hình màu tím không nè, ở đây đó nè. Emotions are running high nè. Cái vào cái giai đoạn mà super moon mà rằm mà lớn nhất, có thể là rằm lớn nhất là rằm đầu năm, rằm lớn thứ hai nữa là rằm tháng 8. Cảm xúc của hai bạn nó sẽ được đẩy lên cao trào, nó sẽ cao trào ở giai đoạn đó. Cho lời khuyên, xin lời khuyên thì cho cái gì đó trời. Rồi, có thể ở đây, I know I was a distraction from your pain, tức là giữa hai bạn nó có một cái sự gì đó nó on off và nó làm cho nhau bị mất lòng ở trong quá khứ rồi, cho nên là họ đang muốn nói với bạn là họ biết họ đang là cái tác nhân gây ra cái chuyện đó, cho nên là họ biết nhận lỗi rồi. Chỉ là họ, khi mà người ta biết người ta có lỗi, người ta hơi ngại khi mà người ta nói chuyện với bạn á. Cho nên là tùy tùy bạn thôi. Nếu như bạn muốn tiếp tục với người này, nếu như bạn cảm thấy người này mệt mỏi quá thì thôi. Còn nếu như bạn muốn tiếp tục nói chuyện với người này thì ok, bạn sẽ ra tín hiệu cho họ để họ được xin lỗi bạn, kiểu vậy. Sometimes I stay awake thinking about you. Hồi nãy mình nói rồi sao? Tức là khi mà bạn nghĩ về người này, người ta cũng nghĩ về bạn. Khi mà bạn nằm mơ thấy người này, người ta cũng nằm mơ thấy bạn. Khi mà bạn giật mình nghĩ tới họ, họ cũng sẽ giật mình nghĩ tới bạn. Tức là mối quan hệ này nó có một cái gì đó nó rất là ghê luôn á. Tức là ở giữa cả hai nó có một cái gì đó nó rất là thần bí, khó hiểu. Và người này muốn nói là đôi khi họ thức giấc và họ cũng nghĩ về bạn nữa, kiểu như vậy á. Cho nên có cái đó là lý do bị sợ nhau là như vậy. Khi mà chúng ta dùng cái tôi, chúng ta cảm nhận được cái câu chuyện tình cảm này thì chúng ta sẽ thấy nó khá là đáng sợ. Tại vì cả hai mới mới gặp và chịu nhiều tổn thương, cho nên là nếu như mới gặp một người như vậy mà mình bị ám ảnh về họ, tức là ở mình có vấn đề. Khi mà cái tôi nó cảm nhận, cái bản ngã mình nó cảm nhận cái điều đó, đó là cái lý do mà cả hai bạn không dám mở lòng và hai bạn kiểu lui cung á. Mối quan hệ này cần rất nhiều thời gian để cần dành nhiều thời gian để trao đổi và thấu hiểu nhau. I bury myself in work to forget you, là thấy không? Cả hai người luôn không chịu nói chuyện, không chịu giao tiếp, chỉ có dùng một cái khác để quên đi cái nỗi nhớ thôi. Cái này là một cái vấn đề, dùng một cái khác để quên đi một cái khác nó là vấn đề.
đó là sự chạy trốn. Và sau này các bạn sẽ gặp những cái kiểu người bắt buộc các bạn phải chịu đau đớn, các bạn học ra cái bài học của việc chạy trốn. Còn Bob Cham nữa nha mọi người. Này là hỏi nói nữa nha, nhiều lắm rồi, dài lắm rồi. Ok, have patterns là em cũng có nói rồi nè. Thật là ok, mối quan hệ này cần, đầu tiên điều tiếp tục cần làm bây giờ là xây dựng niềm tin ở nhau. Vậy thôi, bây giờ mình sẽ tới Cham ha. Còn mấy Cham lấy tụ 1, tụ 2 lấy hết rồi, còn nhiêu cho tụ 3. Đúng sến luôn. Em nhẹ nhàng như một bản giao hưởng, tinh tế nhưng cũng đầy đau thương. Cái này á, kiểu giống như là cả hai kiểu như hình như thích nghe nhạc giao hưởng cùng nhau nè. Kiểu như mấy cái người này nó kiểu nó bị già nua, nó bị cổ cổ sao á. Kiểu như á là giờ ít thấy người trẻ nào mà đi kiểu như đi triển lãm ngắm tranh, đi nghe nhạc giao hưởng, đi nghe nhạc đĩa than hay gì á thì cũng ít á. Đó, kiểu như đặc điểm nhận dạng của cái người này của bạn là cái này nha. I don't have type. If we vibe, we vibe. Tức là tôi không có cái hình mẫu cơ bản nào hết á. Nếu như chúng ta hợp nhau, chúng ta nói chuyện hợp với nhau thì chúng ta sẽ đến với nhau thôi. Kiểu hai người đến với cái mối quan hệ này nó cũng không có đặt nặng gì nhiều á. Nhưng mà nói thì miệng vậy thôi, nhưng mà cũng đầy nỗi sợ ha. Thêm một câu đúng sến nữa nè. Nhân gian kia điên đảo vì vật chất, ta thở dài một giấc mộng bình an. Ở một trong hai người hoặc là cả hai người sau khi trải qua cái quá trình này của nhau ấy, sẽ hiểu được rằng ấy, là cái vật chất không phải là cái thứ mà chúng ta theo đuổi. Có thể một người ở trong mối quan hệ này đã nhận ra được cái vấn đề đó rồi. Họ bây giờ họ chỉ muốn bình an và muốn làm những cái việc đúng với cái hành trình của họ thôi. Thì cái việc của họ là họ phải gặp người kia và họ lead cho người kia hiểu được vấn đề này. Tại vì nếu như người kia, cái người còn lại, cái twin flame, cái người linh hồn còn lại của họ mà xô bồ và đi theo đồng tiền vật chất ấy, thì họ sẽ rất khó để phát triển bản thân của họ tốt. Ở đây thêm là người phù hợp sẽ không khiến bạn suy nghĩ mông lung lúc nửa đêm, còn người xứng đáng sẽ không khiến bạn phải ngẫm lại xem mình có đáng hay không. Cái này nó cũng là một cái về xác định giá trị bản thân lại của các bạn. Và các bạn hãy buông bỏ cái quá khứ ha. Một trong hai người ở trong mối quan hệ này đang rất là kiểm soát cái quá khứ và ám ảnh về cái quá khứ mình đã trải qua. Cho nên là cái này là về cái tự nhận thức bản thân, xem là mình có, họ có xứng đáng với mình hay không thôi. Có thể bạn nghe cả trăm ngàn lời khuyên như vậy, y chang như vậy rồi mà nếu bạn không làm thì cũng là do bạn ha. Hẹn một mai, trái tim qua giông bão sẽ cùng ngồi thương thảo chuyện trăm năm. Hẹn hả? Ờ. Cái tụ này mệt lắm nha, cái tụ này twin flame mà nếu như mà chưa thức tỉnh là cực kỳ mệt nha. Người ta cứ miệt mài làm tổn thương nhau, rồi gói ghém nỗi đau của đối phương trong hai từ xin lỗi. Cả hai nếu như mà không nhận thức được quá khứ, không nhận thức được bản thân, không biết điều chỉnh bản thân mình, không biết yêu bản thân mình, thì khi mà gặp cái người, hai người này gặp nhau sẽ tạo cho nhau một cái cú, nó gọi là cái cú hích rất là mạnh. Nó khiến cả hai tổn thương rất nhiều và phải tách nhau ra. Còn nếu như bạn hoàn toàn đang rất ổn, một trong hai bạn nha, và nếu như bạn là người hoàn toàn rất ổn và bạn nghe được trải bài này thì cái xin chúc mừng bạn là bạn có thể điều khiển hoặc là có thể lead được cái quan hệ này nó đi theo hướng tích cực chứ nó không có độc hại. Còn nếu như mà hai twin flame mà chưa thức tỉnh, hai twin flame mà gặp nhau mà một twin flame mà gặp nhau mà chưa thức tỉnh thì chắc chắn sẽ mang lại rất nhiều bài học và rất nhiều đau khổ á. Đây nữa nè. I told him I had traumas and he gave me another one. Tôi nói với anh ấy tôi có một nỗi đau và anh ấy cho tôi thêm một cái nữa. Mình nói rồi, cái mối quan hệ này đừng có nghĩ twin flame là vui ha mọi người. Tại vì nếu như các bạn không có, chỉ có biết yêu thương bằng nỗi đau á, thì chắc chắn các bạn không có được hạnh phúc ở trong mối quan hệ twin flame đâu ha. Ngay cả những mối quan hệ bình thường cũng như vậy á.
Tất cả chúng ta dù có đi nhiều nơi, mê mải đủ chốn, thì nơi muốn đến nhất vào cuối đời vẫn là trong lòng nhau. See, có thể mối quan hệ này on rồi off, yêu rồi chia tay, rồi mãi cho đến khi mà cả hai trưởng thành, khi mà cả hai đã đi đúng sứ mệnh của mình rồi, thì đến lúc đó hai bạn mới gặp lại nhau nha. A beautiful quote for my favorite person. Đây là những cái lời quote tốt đẹp dành cho những cái người mà tôi yêu thương. Maybe là có thể là những cái lời nhắn nãy giờ là của cái người đó dành cho các bạn. Thật sự là cái tụ của bạn với tụ số 2 rất là giống nhau. Kiểu như cái nguồn năng lượng này và cái nguồn năng lượng kia quen nhau vậy đó. Nếu như có thể là cả hai người tụ 1, tụ 2, tụ 3 có cái sự kết nối với nhau giữa hai tụ ấy.